Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 1 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Editor, Min cộng Adelia Beta, Min ánh mặt trời chói trang, tiếng ve kêu như xé rách chân trời. Trong một phòng học nào đó ở lầu hai trường trung học nhất trung, Trần Minh hút đứng trên bục giảng, tay cầm cây thước ba góc dùng để giảng bài, hơn nửa chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, trời nóng như muốn bốc hơi, chiếc quạt trần vẫn quay đều tạo ra tiếng ồn lớn, dưới nền nhiệt độ cao thế này, ngay cả những cơn gió cũng là gió nóng, học sinh bên dưới đều bày ra dáng vẻ mệt mỏi, ông không khỏi có chút gắt gỏng, nhìn lên bảng, thấy trạng thái của một nữ sinh ngồi ở hàng thứ ba. Trần Minh húp nhíu mày, đập mạnh cây thước vào bảng đen, có nghe thấy không, nhìn lên bảng, vài học sinh sắp ngủ nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tự ép bản thân mình mở mắt thật to chăm chú quan sát bảng đen. Nữ sinh tựa hồ không nghe thấy gì, vẫn cúi đầu, cầm bút chì tô tô vẽ vẽ bức tranh, cô có một khuôn mặt xinh đẹp mà vô hại, bởi vì tuổi còn nhỏ nên có chút non nớt, càng lộ ra vẻ đáng yêu, tư thế ngồi đoan chính, cả người toát ra khí chất điềm tĩnh ôn hòa, nhìn qua chính là loại học sinh ngoan ngoãn khiến giáo viên yêu thích. Thế nhưng lúc này cô lại coi thầy giáo đứng trên bục giảng như không khí. Sắc mặt Trần Minh hút càng thêm khó chịu, đôi mày nhíu lại càng sâu hơn, trong miệng vẫn tiếp tục lầm bẩm góc thứ nhất đối góc thứ hai, góc thứ ba là góc tù 108 ô. Thấy đề bài đều đã đọc xong mà cô vẫn còn chưa có dấu hiệu muốn ngẩng đầu. Trần Minh Húc đã nhịn nửa ngày, chớp mắt lửa giận đã xông lên đến đỉnh đầu, tức giận mang thước ba góc gõ mạnh lên bàn, thước nhựa va vào bàn gỗ tạo ra tiếng vang ầm ầm thật to. Âm thanh này dọa toàn bộ học sinh cùng lúc co rúm lại. Tiếng gầm lên giận dữ tiếp theo đó càng khiến bầu không khí thêm phần nặng nề. Cứng nhắc, Tang Chí bị gọi đích danh, Tang Chí ngẩng đầu nhìn Trần Minh Húc hai giây, sau đó đặt bút trong tay xuống bàn, tự giác đứng dậy. Trần Minh Húc kiềm chế sự nóng giận nói, tôi vừa mới nói cái gì, Tang Chí hướng mắt lên bản đen, sắc mặt bình tĩnh đáp, góc thứ tư bằng 72 độ, vốn đã quen với dáng vẻ bất luận là thời khắc nào cũng giống như một học sinh ngoan ngoãn. Trần Minh Húc lần này không để bị lừa nữa, cầm lấy cây thước vỗ vỗ mặt bàn, cười lạnh nói, tôi còn chưa giảng đến đó, ngoặc kép ngoặc kép, tàng chỉ bắt đầu cảm thấy có phần khó giải quyết, vậy thầy gọi em đứng lên là, Trần Minh Húc hỏi vặn lại, em nói xem tôi gọi em đứng lên để làm gì, tàng chỉ suy tư vài giây, phỏng đoán, thầy cũng không biết sao, Trần Minh Húc, ngoặc kép, Tang Chỉ, thầy bảo em đứng lên là để giảng cho thầy sao? Trần Minh Húc, ngoặc kép, em hiểu rồi. Tang Chỉ như hiểu rõ, nhìn về phía bảng đen, bởi vì góc thứ nhất đối với góc thứ hai, cho nên AB song song với CD, hai đường thẳng song song. Trần Minh Húc không thể kiềm chế được nữa, em lợi hại như thế, tôi nhường vị trí thầy giáo này cho em làm được không? Bị ông ngất lời, vẻ mặt Tang Chỉ hoang mang, há miệng, vài giây sau mới trần trừ nói, nhưng mà em không thể giành chén cơm của thầy mà. ngoặc kép ngoặc kép Bầu không khí rơi vào yên lặng trong vài giây, cả lớp cười vang, Trần Minh húp nổi trận lôi đình quát, không được ầm ĩ, để tôi yên tĩnh một lát, đám trẻ choi choi trên mặt mũi còn tràn đầy ý cười. Lớp học hiện tại ầm ĩ giống như cái chợ, phía sau còn có vài thiếu niên cười hi hi ồn ào. Thưa thầy, em cảm thấy có thể đấy à, để cho Tang Chí dẫn dắt bọn em đi, vậy có phải là không cần làm bài tập nữa đúng không? Mình cũng không cần đến trường nữa. Trần Minh hút hét to, câm miệng, Tang Chí Trần Minh hút lại một lần nữa nhìn về phía tang trĩ. Tiếng hít thở ngày càng nặng nề, cố gắng không để bản thân mất phong thái, cuối cùng vẫn là bị cô làm cho tức giận đến độ hét to. Ngày mai, em mời phụ huynh lên trường gặp tôi, ngoạc kép, trung tan học vang lên, Trần Minh hút sụ mặt, bước ra khỏi phòng học không thèm quay đầu lại, vừa đúng lúc đây là tiết cuối cùng, phần lớn học sinh đã thu dọn đồ đạc xong xuôi từ trước. Tụ tập cùng nhau nhanh chóng rời khỏi lớp, sao cậu lại chọc giận Trần đầu chọc thế hả? cô bạn thân ân chân như chạy nhanh đến chỗ cô tiếp cận. Cậu không biết thầy ấy không có việc gì thì rất thích mời phụ huynh sao? Tháng này chỉ mới hơn một nửa mà mẹ cậu đã đến trường hai lần. tang chỉ đem sách vở trên bàn để vào trong cặp, dùng sức kéo khóa đáp, mình cũng không biết bản thân đã chọc gì tới ông ấy. Ân chân như trừng lớn mắt, cậu không biết, bộ dáng tang chỉ rất bực bội, lẩm bẩm không phải lúc nãy mình đã trả lời sao? Cậu trả lời như vậy không phải là cố ý muốn tìm đòn sao? Ân chân như cười thành tiếng, còn cái gì mà em không thể lấy đi chén cơm của thầy? Đừng nói là thầy ấy, là mình thì cũng đánh cậu. Tang Chỉ hừ nhẹ một tiếng, vậy cậu cũng giống ông ấy, cả hai đều vô lý. Này, nói thật, ân chừng như nói, vì sao cậu không nghe? Giảng bài, lại còn bị thầy bắt được, cậu không biết đầu chọc nói chuyện rất giống du ngủ sao? Tang Chỉ mang cặp lên vai, lười biếng ngáp một cái, nếu tớ chăm chú lắng nghe mà không tìm việc khác để làm, thì tớ khẳng định là sẽ ngủ mất, ngoặc kép ngoặc kép, có chút đạo lý. Ân chân như dường như vẫn còn muốn nói gì đó, liếc mắt thấy mấy nam sinh đứng ngoài cổng trường. Cô ấy chuyển đề tài, nói sang một chuyện khác. Đúng rồi, cậu có đến hiệu sách không? Tàng chỉ liếc cô, đi làm gì? Ân chân như giải thích, phó chính sơ hẹn cậu đấy. Còn có mấy nam sinh lớp 6, chúng ta cùng đi. Tàng chỉ lặp lại một lần nữa, đi làm gì? Nghe nói là, ân chân như suy nghĩ, mua hoàng hậu hùng, ngoặc kép ngoặc kép. Hoàng hậu hùng là cái quái gì? Tàng chỉ trầm mặc vài giây, vương hậu hùng. Vương Hậu Hùng, Ngoạc Kép, Vương Hậu Hùng, tốt nghiệp sư phạm Hoàng Cương, giáo viên ưu tú của tỉnh Hồ Bắc, chuyên ngành hóa học, chủ biên của tạp chí khoa học tự nhiên dành cho học sinh trung học. Viết nhiều sách về hóa học, đại loại vậy, thông tin từ Bai ân chân như, đúng đúng đúng, cậu có đi hay không? Tang Chí, không đi, vì sao vậy? Ân chân như chạm khẽ vào bả vai của cô, mập mờ nói, phó chính sơ rất đẹp trai đấy, hai người sánh vai ra khỏi phòng học, nghe cô bạn nói thế, thần sắc tăng trí có chút khó mà hình dung nổi cậu nên đi bệnh viện khám mắt thử đi ân lần như không phục mắt nhìn của mình có vấn đề gì chứ cũng không phải một mình tớ thấy cậu ấy đẹp trai rất nhiều người đều cảm thấy như vậy mà tang trí gật gật đầu lần nữa đề nghị vậy cậu và bọn họ có thể cùng tổ chức thành một đoàn mà đi kiểm ngoặc kép ngoặc kép nói xong tang trí lấy điện thoại trong cặp ra mở mục tin nhắn cô hơi do dự nhắn cho tang diên một tin nhắn anh hai lâu rồi anh không về nhà khi nào thì anh về sáng mai anh có thể về không? Em rất nhớ anh Tết. Ân như không chú ý đến cử động của cô. Thất vọng nói, cậu thật sự không đi à? Không đi, bọn họ đều đang ở cổng chờ. Cậu muốn đến thì đến đi. Trang trí không yên lòng nói. Hôm nay mình không có tâm trạng. Ân chân như, a à, vì chuyện mời phụ huynh à? Cậu định làm thế nào? Nếu không thì lần này cậu đổi sang mời ba cậu đến. Tàng trí chán nản lắc đầu. Bọn họ sẽ không đến. Hả, vì sao thế? Trang trí vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin nhắn trả lời của Tang Diên vừa nói, mình không có nói cho họ biết, ân như nhắc nhở cô, nhưng nếu ba mẹ cậu không đến, Trần Đầu Chọc cũng sẽ gọi điện thoại trao đổi với họ. Không có chuyện đó, đằng sau còn một câu, mình gọi anh hai mình đến, còn chưa kịp nói ra. Vừa lúc đó, điện thoại báo tin nhắn đến, Tăng Diên, Tăng Diên, không thể về, ngoạc kép, ngoạc kép, đến cổng trường học, ân chân như và Tang Chỉ nói lời tạm biệt, sau đó đi trước mặt đám người phó chính sơ, vẻ mặt phó chính sơ thoáng thất vọng nhìn bóng lưng tang trĩ biết rõ còn hỏi tang trĩ không đi ân chân như khẽ gật đầu khẳng định cậu ấy vừa bị thầy giáo mắng tâm trạng hôm nay không tốt phó chính sơ trao mày lại bị gọi phụ huynh ân chân như ừm phó chính sơ đứng tại chỗ suy tư hai giây đột nhiên nhấc bước chân đi về phía trong trường học một nam sinh tên lưu vũ kỳ vội vàng gọi cậu lại này cậu đi đâu đấy chẳng phải chúng ta đi mua vương hậu hùng sao phó chính sơ nghe nói thế liền quay trở lại hùng hăng nhấc tay đập vào trán lưu vũ kỳ đã bảo cậu đọc thêm nhiều sách vào. Lưu Vũ Kỳ theo phản xạ có điều kiện giơ tay ôm đầu. Ngoạc kép, là hoàng hậu hùng, ngốc nghếch, ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép, một bên khác, Tang Chỉ tiếp tục nhắn tin cho Tang Diên, đại khái là trách móc anh ấy vô tình vô nghĩa, hoàn toàn phớt lờ cô em gái chỉ mới 13 tuổi, còn chưa có khả năng đảm đương cuộc sống, chỉ vì học đại học mà bỏ cô tự sinh tự diệt. Đợi một hồi, Tang Diên chưa gửi tin nhắn hồi đáp cô, lại thêm một lát nữa, Tang Diên vẫn tuyệt tình không thèm trả lời cô. Tang Chỉ hoàn toàn tuyệt vọng. Cô bắt xe buýt quay về nhà. Vừa đi vừa cân nhắc một lát khi quay về nhà phải làm cách nào trình bày với cha mẹ về chuyện lần thứ ba bị mời phụ huynh lên trường gặp giáo viên. Phải nói làm sao mới tốt. Nói là vì bản thân quá mức ưu tú bị thầy giáo ghen ghét nên được mời phụ huynh. Hay nói là bản thân mình trong giờ học khiến thầy giáo hiểu lầm, làm cho sự nghiệp của ông có nguy cơ. Hoặc là do trời quá nóng thầy giáo rảnh rỗi nên muốn mời cha mẹ đến trường uống trà. Tang Trĩ bực bội gãi đầu, ngẩng đầu một cái đã đến nơi, cô bước xuống khỏi xe buýt, lề mề bước vào trong nhà, tiến vào trong, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Tang Trĩ tê cả da đầu, nói không nên lời, đúng vào lúc này, âm thanh của mẹ Tang Trĩ là Lê Bình từ trong nhà bếp vang lên. Chích chích, con trở về rồi, chích chích là tên nhũ danh của Tang Trĩ. Tang Trĩ lên tiếng, chậm chạp cởi giày, bởi vì một bụng tâm sự nên cô không hề chú ý thấy trên kệ có nhiều hơn một đôi giày thể thao chưa từng thấy. Qua, Lê Bình lại một, lần nữa lên tiếng gọi cô. Chích chích, con mau đến đây, giúp mẹ một chuyện, tàng trĩ vẫn đang bận suy nghĩ làm thế nào để thẳng thắn. Cô hàm hồ đáp, cái gì à, giúp mẹ mang hoa quả vào phòng anh hai con đi. Lê Bình đi ra từ phòng bếp đi ra, nói, anh hai con đã trở về rồi. À, dạ, tàng trĩ thoáng tai đã khôi phục lại tinh thần, âm điệu cũng cao lên vài phần, anh hai con trở về rồi. Đúng vậy, sự việc ngoài ý muốn này khiến tăng trĩ không thể nào tin được. Trong nháy mắt, cảm giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng kéo đến. Một tăng Diên lãnh đạm, vô tình, đáng ghét, không nể tình ở trong lòng tăng trĩ đều biến thành hình tượng anh trai ngoài lạnh trong nóng. Trong lòng cô hiện tại trở thành một anh trai hoàn mỹ. Lê Bình còn đang nói chuyện, lúc con đi vào chú ý một chút, anh hai con dẫn theo một. Được được được, không có kiên nhẫn nghe thêm, tăng trĩ nhận lấy hoa quả từ tay Lê Bình rồi chạy vào phòng tăng Diên. Con biết rồi con sẽ lập tức đưa cho anh ấy. Trên tay Lê Bình trống rỗng, nhìn theo bóng lưng thấy tang trĩ hôm nay bỗng dưng đặc biệt nhiệt tình. Buồn bực nói, đứa nhỏ này hôm nay có chuyện gì vậy chứ? Nghĩ đến việc không cần nghe cha mẹ dặn dậy. tang trĩ không thể kìm lòng mỉm cười. Dùng sức đẩy cửa phòng tang Diên. căn phòng rộng rãi sáng sủa, một mảng lớn được ánh sáng mặt trời chiếu vào, hơi thở ấm áp tràn ngập căn phòng. Trong một khoảnh khắc, mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt khiến tang trĩ ho khan. Cô nhíu lại khuôn mặt, ánh mắt đảo quanh quét một vòng quanh căn phòng nơi có ánh sáng yếu bóng lưng người con trai gầy gò ngồi trên ghế sofa ngay cạnh bên bàn máy tính Dũ mắt nhìn chăm chú vào điện thoại anh đưa lưng về phía ánh sáng bộ dáng mang vẻ mịt mờ thâm trầm một tay cầm điện thoại tay kia hờ hững khoác lên chiếc sofa bên cạnh ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc vẫn còn đống sáng màu đỏ hình thể so với tang diên có chút giống nhau nhưng ngoài ý muốn có chút xa lạ bước chân tang chỉ dừng lại do dự chừng to mắt nhìn hai tiếng, anh hai trong miệng còn chưa kịp phát ra. Người con trai ngẩng đầu lên, cũng ngay lúc này, cô có thể nhìn rõ bộ dạng của anh, không hiểu sao lại nín thở. Thần sắc người con trai nhạt nhẽo, ngũ quan đường nét, khuôn mặt sắc nét, rõ ràng, đáy mắt không mang theo chút ý cười nào, thoạt nhìn trông vừa ôn nhu, ấm áp nhưng lại khó gần, đôi mắt đào hoa cong cong, con người màu nâu nhạt, lông mày khẽ nhíu mang vẻ quyến rũ, so với con mắt màu đen của anh trai cô hoàn toàn khác biệt vốn nghĩ rằng cô sẽ được gặp anh trai của mình, nhưng không ngờ lại gặp phải một người xa lạ không chút quen biết. Còn anh trai cô vẫn không thấy bóng dáng, trong lúc nhất thời, đầu óc tang trĩ chập mạch, cô không biết phải phản ứng ra sao, thời gian dường như hoàn toàn ngưng động, cả hai người đều đứng yên tại chỗ, không có thêm một động tác dư thừa nào. Chỉ, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Autoscript, mời các bạn theo dõi chương 2 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Editor, Min Beta, Doãn Uyển Du nhìn cô chăm chú nửa ngày, người con trai dường như đang nghĩ tới điều gì đó, trong đáy mắt xẹt qua một tia hoang đường, sau đó, hăng hái hẳn lên thu lại thần sắc, cố gắng hết sức hắng giọng, ưm, ngoặc kép ngoặc kép, tăng trĩ không có cách nào tỉnh táo, gần như sụp đổ, ba mẹ đồng ý, lại yên tĩnh thêm mấy giây, người con trai liếm liếm khóe môi, trong lời nói ngậm ý cười, chỉnh lên không phải đẹp hơn sao, lời vừa dứt tăng trĩ lại sững sờ so với âm thanh của tang diên giọng nói này nhẹ nhàng trong trẻo hơn một chút lúc nói chuyện sẽ kéo dài âm cuối nghe mập mờ lại lưu luyến đi so với giọng điệu thanh lạnh như băng cùng ngữ điệu muốn ăn đòn của người anh trai kia nhà cô hoàn toàn một chút cũng không giống nhau cô bé anh cười nhẹ nói tiếp đến đây nhìn qua xem anh chỉnh hình có đẹp không trong nháy mắt tang chỉ phát hiện có điều gì đó không thích hợp vào đúng lúc này cánh cửa phía sau cô có chút động tĩnh truyền đến tiếng mở cửa sau đó phát ra tiếng dép ma sát với mặt đất Tang trĩ vô thức quay đầu nhìn về phía sau, trong chớp mắt thấy được khuôn mặt của Tang Diên, người con trai vai rộng eo hẹp, so với mấy tháng trước thì gầy hơn một chút, tóc ướt sũng, trên vai vắt theo một cái khăn lông, hình như vừa mới tắm xong, nhìn thấy Tang trĩ khóe miệng anh ấy nâng lên một chút, cầm lấy cái nĩa trên đĩa trái cây trong tay cô, chọc lấy một miếng dưa hấu đi vào trong, giống như gặp quỷ, Tang trĩ run run hô lên, "A, à, anh hai, sao đấy?" Tang Diên liếc cô một cái, cắn miếng dưa hấu, "Thấy anh đẹp trai quá hả?" Em, còn chưa kịp nói, người con trai sau lưng đột nhiên cười ra tiếng, cắt đứt lời của tang trĩ. Tàng trĩ hiếm khi cảm thấy lúng túng như lúc này, không tự chủ được mà nhìn về phía anh, đập vào trong mắt là ánh mặt trời sáng trói ngoài cửa sổ, người con trai mặt mày giãn ra, bộ dáng thiếu đi mấy phần không có tình người, khóe mắt nhếch lên, trong đôi mắt hiện lên vụ nhỏ ánh sáng, ngậm lấy xuân sắc, hiển nhiên trở thành một nam yêu tinh câu hồn đoạt phách. Trong khoảnh khắc đấy nhịp tim tăng trĩ như ngừng nửa nhịp, phảng phất cứ như vậy mà chúng chiêu cứ như vậy dễ dàng bị cướp đi tâm hồn cho là anh đang giễu cợt mình tang diên nhìn về phía anh đoàn ra hứa mày cười cái bởi vì có tang Chỉ ở đây tang diên không đem mấy chữ cái thô tục ở phía sau nói ra anh ấy đổi đề tài cầm lấy điện thoại mở ra mục tin nhắn hướng về phía tang Chỉ lay lay tiểu quỷ lại gây họa gì nữa bên trên màn hình hiển thị nội dung đối thoại vừa nãy của hai người họ một chút ngắn ngủi sao động của trái tim lại bởi vì tang diên mà vỡ tan cũng trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết tang chỉ lập tức phản bác em làm gì gặp rắc rối nào tang diên nhìn chằm chằm cô lông mày nhướng lên tốt nhất là không có ngoặc kép ngoặc kép tang chỉ muốn cầu cạnh anh ấy cũng chỉ có thể kiên trì nói nhưng mà anh hai ơi em có một chút chuyện ở đây còn có một người xa lạ chưa từng gặp mặt tang chỉ hướng mắt về phía anh nhìn nhìn rồi lại nhìn về phía tang diên trong ánh mắt mang theo ám chỉ muốn nói lại thôi tang diên lại xem như không nhìn thấy ngay sau đó, người xa lạ mở miệng, ngữ khí có chút hăng hái. Tang Diên, em gái của mày đấy à? Tang Diên đi đến bên giường ngồi xuống. Không lẽ là con gái tao à? Ngoặc kép ngoặc kép, Tang Chỉ cũng có qua có lại hỏi một câu. Anh hai, người đó là ai? Tang Diên lời ít ý nhiều. Bạn cung phòng của anh, đoàn gia hứa, không nhận ra tôi rồi. Đoàn gia hứa nói, vừa nãy không phải còn gọi tôi là anh hai sao? Lời nói này khiến Tang Chỉ hồi tưởng lại suy nghĩ đần độn ban nãy. Ra mặt kéo căng trong nháy mắt sụp đổ có chút ảo não, tăng diên khẽ xì một tiếng, cũng thân mật gớm nhỉ. Trong lúc nói chuyện, đoàn gia hứa đi tới trước mặt tăng trĩ, nửa ngồi xuống, anh nghiêm túc đối mặt với cô, con người sáng màu vừa dịu dàng lại lại mê hoặc. Tôi là đoàn gia hứa, là bạn của anh hai em, tăng trĩ hơi nâng mí mắt, biểu cảm có chút không được tự nhiên. Vâng, nghiêm túc giới thiệu bản thân với bạn học nhỏ xong, đoàn gia hứa nghiêng đầu, khôi phục lại bộ dáng hững hừ ngày thường. Tang Diên, mắt Tang Diên cũng không thèm nâng lên, tiếp tục chơi điện thoại. Đoàn gia hứa hỏi, xem ra dáng dấp của tao và mày rất giống nhau nhỉ? Lời này có ý gì? Động tác tang diên ngừng lại, ngẩng đầu, mày soi lại gương đi. Chuyện này, đoàn gia hứa đưa tay tiếp nhận đĩa trái cây trong tay tang trĩ. Cô bé này vừa mới hỏi tao, ngoặc kép ngoặc kép, dừng hai giây, đoàn gia hứa lại cười ra một tiếng. Có phải là đã đi phẫu thuật rồi không? Ngoặc kép ngoặc kép, sau một phút yên lặng ngắn ngủi, tang diên lành lạnh cất giọng. Có ý gì? Anh hai, sợ tăng diên không vui sẽ không đồng ý giúp cô đi gặp giáo viên tăng chỉ vội vàng đánh lạc hướng anh không phải nói sẽ không về nhà sao tiểu quỷ liên tưởng tới biểu hiện vừa rồi của tăng chỉ mặt tăng diên không chút cảm xúc em nghĩ cậu ấy là anh ngoặc kép ngoặc kép không không phải mà còn nghĩ rằng anh đi phẫu thuật ngoặc kép ngoặc kép ý nghĩ này đâu ra đấy hả từ trước đến nay tăng diên luôn tràn đầy kiêu ngạo và tự tin bây giờ bị nghi thành như vậy giọng điệu không tự chủ mà hung dữ anh phẫu thuật hơn nữa còn chỉnh thành cái dạng của cậu ta, thấy anh ấy dường như không ngừng, tăng trí cũng bắt đầu khó chịu, nghĩ anh đi chỉnh thành anh ấy không phải là lẽ đương nhiên sao. Ngoặc kép ngoặc kép, mẹ không nói với em là anh đưa bạn về nhà, tức giận làm cho tăng trí không giữ mình nữa, lộ ra một bộ dáng vô thiên vô pháp, mà lúc đó trong phòng anh cũng chỉ có một người, em suy nghĩ như vậy không phải rất bình thường sao, tăng diên không chút kiên nhẫn ngoáy lỗ tai, nhỏ giọng một chút, tăng trí sụ mặt, vì sao em phải nhỏ giọng em cũng đâu có làm ảnh hưởng tới người khác. Hai anh em rằng co, Tang Diên không có một chút tự giác anh trai nên nhường em gái. Tiếp tục châm dầu vào lửa, ảnh hưởng đến anh, cuộc cãi lộn này ngày càng thêm ác liệt. Đoàn gia hứa chủ động hòa hoãn không khí, vẫy vẫy tay với Tang Chỉ, cô bé, lại ăn trái cây nào, có bạn bè ở đây. Tang Diên cũng không còn hào hứng đi bắt nạt cô em gái hay đối nghịch với anh ấy nữa. Mắt anh ấy nhìn điện thoại, nói với đoàn gia hứa, cậu muốn đi tắm không, tắm xong rồi về trường học. Không được, đoàn gia hứa chọc lấy miếng dưa hấu, đưa tới trước mặt tang trĩ, ăn xong hết hoa quả này rồi đi. Tang trĩ mấp máy môi, vô thức nhìn đoàn gia hứa, giờ khắc này, trước mắt hiện lên cuộc đối chọi vừa ngây thơ vừa khó coi với tang diên ban nãy. Lại thêm anh nhìn thì hòa nhã dễ gần như vậy, thế mà thờ ơ nói ra chuyện mất mặt ban nãy của cô. Sự tủi thân trong lòng nổi lên, có cảm giác cứ như bị cả thế giới vứt bỏ vậy. Gương mặt cô bắt đầu nóng lên, bỏng rát, trong mắt cũng có cảm giác chua xót lại cảm thấy khó xử. Tang Chỉ trầm mặc nhận lấy miếng dưa hấu, chóp mũi phảng phất bị thứ gì đó chặn lấy, khí nóng dâng lên, dùng toàn bộ sức lực nhẫn nhịn hơn nửa ngày, trong cổ họng cuối cùng vẫn không nhịn được nghẹn ngào nức nở một tiếng. Động tác đoàn ra hứa dừng lại, Tang Diên cũng nghe thấy, dương mát ngoạc kép, không phải chứ, lời nói này tựa như một câu ma pháp, một giọt rơi xuống, nước mắt Tang Chỉ hệt như được giải trừ phong ấn, điên cuồng trào ra ngoài, tiếng khóc bị đè nén trong nháy mắt được phóng đại, quanh quẩn trong phòng, thuận tiện chuyên gia phòng khách, ngoạc kép, hai người con trai to lớn đồng thời đứng cứng ngắc tại một chỗ. Nghe thấy âm thanh, Lê Bình lập tức chạy vào, có chuyện gì xảy ra, phản ứng của tang Diên rất nhanh, mặt dày vô sĩ nói, đoàn gia hứa, sao mày lại đi ăn hiếp em gái tao, thần sắc đoàn gia hứa cứng ngắc, anh chưa từng gặp tình huống nào như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Thậm chí anh còn không biết rõ, đến cùng có phải là mình làm cho cô gái nhỏ này khóc hay không. Không chờ anh nói ra lời giải thích, trong một khắc tang trĩ kéo kéo lấy vạt áo đồng phục của anh trốn ra phía sau lưng anh sợ hãi mà nhìn cô nhìn về phía lê bình vẫn còn thút tha thút thít mà nâng tay run run chỉ vào tang diên mẹ hoa 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 anh anh hai lê bình nhìn tang diên ánh mắt lạnh băng tiếng khóc của tang trĩ càng thêm bi thảm tha thiết anh hai đánh con tang diên ngoạc kép ngoạc kép bạn học nhỏ tuổi thân khóc hu hu nước mắt to như hạt đậu rơi thẳng xuống giống như muốn đập vào lòng người bởi vì rất ít khi nhìn thấy tang trĩ khóc như thế. Lê Bình trong nháy mắt không có lập trường, dịu dàng dỗ dành cô vài câu, sau đó thay đổi sắc mặt, kéo tang diên vào phòng khách dạy dỗ một trận, cánh cửa theo động tĩnh của hai người họ, từ từ khép lại, bầu không khí bởi vì thiếu mất một người mà lạnh lẽo hơn. Tang trĩ buông quần áo của đoàn gia hứa, tiếng khóc dần nhỏ lại, đoàn gia hứa quay đầu lại nhìn cô, cô gái nhỏ tuổi còn chưa lớn, dậy thì cũng không bằng bạn bè cũng trang lứa, thân người cao chưa tới mét năm chỉ đến trước ngực của anh đôi mắt rất lớn lúc này cũng đỏ rực cái mũi phập phồng nhìn qua hệt như một con thỏ nhỏ sau đó cô đáng thương gặm miếng dưa hấu tiếng khóc cũng triệt triệt để để ngừng lại đoàn ra hứa cười cũng không hỏi cô vì sao mà khóc rút ra hai tờ khăn giấy trên bàn không khóc nữa cảm xúc theo tiếng thút thít mà tản đi tâm tình tang trĩ tốt hơn phân nữa nhưng vẫn còn lưu lại một tia xấu hổ cô cúi thấp đầu không nói chuyện chiều cao hai người tranh lệch rất lớn đoàn gia hứa dứt khoát gập cả lưng lại dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô một lát đi rửa mặt Tang trĩ có thói quen được người khác chăm sóc cũng không tránh né lại một hồi trầm mặc trong đầu tang trĩ đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đối với một người xa lạ mà nói đây là ý nghĩ rất đột ngột suy nghĩ thật kỹ tang trĩ lề mề mở miệng bởi vì vừa khóc xong lúc nói chuyện còn mang theo một chút giọng điệu con nít đặc biệt đáng yêu anh anh phải đi sao đoàn gia hứa nhấc mí mắt đáp Thế nào, ngày mai anh có rảnh không? Ngày mai? Đúng, Tang Trí nhỏ giọng nói, ngày mai, Đoàn Gia Hứa cười khẽ, sao lại đi hỏi thời gian của tôi rồi? Anh không nói rõ có rảnh hay không? Tang Trí cũng không nói thêm, thì chính là nghĩ nửa ngày vẫn không tìm ra cái cớ, cuối cùng đành trở về vấn đề lúc đầu, lần này cô còn cố lấy lòng mà gọi thân thiết, anh ơi, ngày mai anh có rảnh hay không à? Đoàn Gia Hứa rũ mi, lười nhát nói, nếu mai tôi không rảnh thì sao? Tang Trí gấp gáp, không được vừa nãy chọc giận tang diên anh ấy chắc chắn không giúp cô hy vọng trước mắt bây giờ chỉ có người này cô bóp bóp bàn tay khô khan uy hiếp anh nhất định phải có thời gian anh không dánh thì em sẽ em sẽ nói với mẹ em là hai người hợp tác lại đánh em cặp đôi nam nam hợp tác đánh ngoặc kép ngoặc kép còn có cặp đôi nam nam hợp tác đánh nữa sao đoàn gia hứa kéo nhẹ khóe miệng cô bé sao em nói chuyện không có lý lẽ gì vậy Tang chỉ liếc nhìn anh một cái không chút sức lực mà đáp em còn nhỏ ừm vẫn chưa hiểu nói lý lẽ là gì. Ngoặc kép ngoặc kép, được rồi, đoàn gia hứa cười như không cười. Em nói cho tôi biết trước, ngày mai em muốn làm gì? Tang trí do dự một chút, nhẹ giọng nói, anh có thể giả làm anh hai của em được không? Đoàn gia hứa nhíu mày, sau đó ngày mai, cô cảm thấy có chút khó mở miệng, âm lượng ngày càng nhỏ dần, đi gặp giáo viên của em. Đoàn gia hứa hiểu ra, bị gọi phụ huynh, Tang trí trầm mặc, giống như là ngầm thừa nhận, nguyên nhân là gì? Nhớ tới những lý do mà mình đã nghĩ trên xe buýt, tang Chí không biết nói ra anh có tin tưởng hay không cô gái đầu trần trừ nói em có thể không nói được không có thể không chờ tang Chí thở phào đoàn ra hứa hờ hững bổ sung vậy mai tôi không rảnh tác giả có lời muốn nói tang Chí anh lợi hại lắm không rảnh vậy không gặp lại nữa hai giây sau được rồi em nói còn không được sao cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo chào mừng các bạn đã quay trở lại channel autoscript Mời các bạn theo dõi chương 3 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Edit, Adelia, Min Beta, Min nếu người đứng trước mặt cô lúc này là Tăng Diên. Tăng Chỉ nếu không muốn nói cho anh biết, đoán chừng anh ấy nửa chữ cũng không thể hỏi ra được. Thậm chí, điều kiện tiên quyết là không nói cho anh ấy biết, thì cô mới dám mặt dày mày dạn quấn lấy anh ấy một thời gian dài. Nhưng lúc này, người đứng trước mặt cô đây là lần đầu Tăng Chỉ gặp mặt, ngay từ câu nói đầu tiên. Đoàn gia hứa đã vô cùng dịu dàng, phảng phất như nghe được chuyện gì cũng sẽ không nóng giận. Cô không nhìn thấu anh, cũng bởi vì quan hệ xa lạ thế này nên cô mới không dám quá mức làm càn. Giọng điệu của anh chỉ cần có một chút biến hóa, thì Tang Chí không còn một tia dũng khí nào để tiếp tục che giấu. Tang Chí trầm mặc vài giây, rất không tình nguyện nhưng vẫn thành thật nói, "Em ở trên lớp không nghe rằng, Đoàn Gia Hứa, ừm, um, giáo viên gọi em đứng lên, em cũng đã trả lời." Tang Chí ngừng lại vài giây, sắp xếp lại từ ngữ, sau đấy ông ấy hỏi em có muốn thay thế vị trí giáo viên của ông ấy làm chủ nhiệm lớp hay không em cảm thấy chuyện này chắc chắn không được nên thẳng thắn từ chối ngoặc kép ngoặc kép đoàn ra hứa ngoặc kép tăng chỉ rè rặt cẩn thận từng chút một quét mắt dò xét anh giống như muốn quan sát phản ứng của anh sau đó rất nhanh liền rời mắt sang chỗ khác cô ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ thành thật khai sau đó ông ấy nói muốn mời phụ huynh chữ cuối cùng vừa dứt tăng chỉ cảm thấy cả thế giới dường như đều im lặng vì có che giấu một ít chuyện, kỳ thật trong lòng tang trĩ rất trột ra, thấy anh chậm chạp không nói câu nào, cô không nhịn được nói tiếp, anh phải tin em, nghe vậy, đoàn gia hứa cũng chịu mở miệng, trong lời nói mang theo ý cười, đúng là tôi có chút không tin tưởng lắm, đoàn gia hứa tựa hồ cảm thấy rất buồn cười, bả vai khẽ run, lồng ngực phập phồng trong cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ vụn, xen lẫn với hơi thở nhợt nhạt, người này bình thường vốn đã rất đẹp trai, khi cười lên càng khiến người ta chói mắt, đôi môi xinh đẹp tỏa sáng khoảng cách giữa hai người càng gần hơn tàng trí có thể ngửi được mùi khói trên người anh còn chưa kịp phai càng cảm thấy hơi xấu hổ cô miễn cưỡng thốt ra một câu điều em nói là sự thật đoàn ra hứa hửm không gạt tôi tàng trí dùng sức gật đầu bộ dáng vô cùng chân thành không hề nói dối là thật nếu anh không tin thì sáng mai lên trường là biết được bây giờ em mà gạt anh sáng mai thầy giáo cũng sẽ nói cho anh sự thật mà vậy thì chưa hết câu cánh cửa lần nữa bị đẩy ra Tang Diên không nhìn bọn họ, bước về phía tủ quần áo, dứt khoát nói ngắn gọn, "Tiểu quỷ, ra ngoài, tuy vu cáo hãm hại anh ấy khiến Tang Chí có phần đối lý, nhưng cô vẫn không cam chịu cứ như thế này mà đi." Ngập ngừng nói, "Em không thể ở đây sao?" Tang Diên quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười, "Anh muốn thay quần áo, vậy anh ấy, nói đến đây, Tang trí kéo lấy vạt áo đoàn ra hứa, "Chắc anh cũng muốn đi ra ngoài mà, em nghĩ anh hay em cũng không muốn anh nhìn anh ấy thay quần đồ đâu." Tang Diên coi như không nghe thấy gì, ra ngoài rồi đóng cửa lại, thấy anh trai mình ngầm thừa nhận, Tang Chỉ dắt tay đoàn ra hứa đi ra ngoài, "Được, em sẽ đóng cửa." Ngoặc kép ngoặc kép, Tang Diên nhìn chằm chằm hai người một lúc, sau đó khoác tay áo, lười xen vào nữa, bởi vì chủ đề này không thể để người thứ ba nghe được. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tang Chỉ lập tức dẫn đoàn ra hứa về phòng của mình. Cảnh giác đóng cửa lại, vội vàng hỏi, "Anh ra hứa, vậy ngày mai anh có đến không? Em đã kể hết sự thật cho anh rồi." đoàn gia hứa hạ mi mắt, lười biếng quệ oải nói, sao em không tìm anh hai em đi, làm sao có thể, tang chỉ trừng mắt, em vừa mới khiến anh ấy chịu oan uổng như thế, nếu em nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ kể cho mẹ em nghe ngay, đoàn gia hứa cười cười nói, anh trai em không phải loại người đó, ngoặc kép ngoặc kép, giọng điệu này không nghe ra là nói thật hay nói đùa, tang chỉ vừa mới uy hiếp anh ấy, nhưng chẳng qua chỉ là lời nói mạnh miệng, lúc này cô đã hoàn toàn hết cách, ở thời khắc không còn đường lui. Tàng Chỉ lại nhớ đến chuyện vừa nãy, thù dai mà nhắc, anh, nếu không phải lúc nãy anh nói như vậy với anh hai em. Em và anh ấy đã không cãi nhau, đoàn gia hứa nhớn mày, hửm, vào lúc này, cửa phòng được mở ra, Tang Diên đứng bên ngoài, nhìn về hướng đoàn gia hứa, đi thôi, giống như không nghe thấy những gì Tang trí vừa nói, đoàn gia hứa gật đầu, cô bé, gặp lại sau, Tang trí thật không thể tin được, sao lại trở thành lần gặp sau rồi, chuyện vẫn còn chưa đàm phán xong nữa mà. Nhận ra đoàn gia hứa thật sự phải đi Tàng chỉ ngay lập tức túm lấy cánh tay anh Các anh đi nhanh như vậy sao Đã trễ như thế Ăn cơm tối xong rồi hãy đi Đoàn gia hứa từ chối nói Lần sau đi Tàng chỉ nhìn chằm chằm anh Hoàn toàn không có chút ý tứ muốn thả tay Cái gì mà lần sau Chứ chủ đề vừa nãy anh cứ như vậy mà quên sao Anh lớn tuổi nên mắc chứng dễ quên đấy à Nhưng cô cũng không dám nói những lời này nói ra khỏi miệng Chỉ có thể đáng thương hỏi Lần sau là khi nào à Đoàn gia hứa cong môi không nói gì, nhìn hai người trước mặt sinh ly tử biệt. Tang Diên nhớn mày, hai người làm gì đấy? Mới lần đầu gặp nhau đã thấy vừa ý rồi à? Đoàn gia hứa, mày kiềm chế chút đi. Em gái tao chỉ mới 12 tuổi thôi đấy. Tang chỉ vô thức phản bác. 13, nghe được con số này. Đoàn gia hứa có phần kinh ngạc. Ánh mắt lướt qua đặt trên người Tang chỉ. 13 rồi, nghe giọng điệu, tựa hồ cực kỳ không thể tin nổi. Như thể cô đã 13 tuổi là một chuyện gì đó kinh thiên địa nghĩa lắm vậy. Phản ứng này, không nghi ngờ gì đã phi thường dẫm lên nỗi đau của tang trĩ. Trong nháy mắt liền quên mất bản thân còn có chuyện đang nhờ và. Không vui nói, có phải anh muốn nói là em rất thấp, nhìn không giống 13 tuổi chứ gì. tang Diên ôm cánh tay tựa vào cửa, châm dầu vào lửa nói, cậu ta nhất định là có ý này. Đoàn ra hứa gãi gãi má, lắc đầu, không phải, trong lời nói mang theo mấy phần không rõ ràng. tang chỉ nhìn chằm chằm hai người họ vài giây, phát cáo, quên đi, em không nói với hai người cô không còn giống lúc cùng Tăng diên ầm ĩ dường như thực sự đã bị tổn thương thấp giọng khẽ nói dù sao em cũng phải đi gặp mặt thấy thế nội tâm Tăng diên hiện lên một tia ấy náy hiếm có lên tiếng an ủi thấp không phải tốt lắm sao chờ đến khi em 30 tuổi không chừng còn có người nghĩ em chỉ mới 18 đấy câu này càng giống cây kim châm vào nỗi đau thầm kín của cô tang chỉ sụ mặt vậy nên vì anh cao giáo nên người khác nhìn vào cứ nghĩ anh là bố em sao ngoặc kép ngoặc kép chút áy náy trong mắt tang Diên giờ đây đã không còn chút nào. Vành mắt cô gái nhỏ vẫn còn đỏ, bày ra một bộ dạng bị bắt nạt thê thảm, nhưng vẫn không chịu cam lòng yếu thế. Hai lần khiến tang Chỉ không vui, ngọn nguồn đều là do anh. Đoàn gia hứa thở dài thành tiếng, thái độ bắt đầu buông lỏng hỏi, 13 tuổi, lên cấp 2 chưa, tang Chỉ không nhìn anh, cứng rắn nói, lớp 6, trường nào, trường trung học húc nhật, tang Chỉ dừng một lát, một ý nghĩ chợt lóe lên không biết có đúng hay không nhưng vẫn rất không có khí khái mà bổ sung một câu. Lớp 61, đoàn gia hứa lặp lại, lớp 61 trung học húc nhật, sau đó anh khom lưng đối mắt với cô, cô bé, em tên gì, tang trĩ nhàn nhạt nhấp môi dưới, nhỏ giọng trả lời, em tên tang trĩ, tang trĩ, đúng, tang trĩ không tự chủ mà né tránh ánh mắt của hắn, ngây thơ. Trẻ con, đoàn gia hứa thân mật nhéo nhéo mặt cô. Vậy, bé tiểu tang, ngoặc kép ngoặc kép, anh hạ thấp giọng giống như cùng cô nói thầm không cho bất kỳ ai nghe thấy biết lần sau là lúc nào không? Ngoạc kép, sau khi cùng tạm biệt Lê Bình, hai người ra khỏi tang ra, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, ánh nắng ráng chiều chiếm cả bầu trời, nhiệt độ trong không khí cũng lạnh đi vài phần. Đoàn gia hứa đột nhiên hỏi, em gái mày hẳn là rất ngoan ngoãn nhỉ? Ngoa á, tang diên suy một tiếng, không biết từ đâu lấy ra một que kẹo, bỏ vào trong miệng, tiểu quỷ kia đang trong thời kỳ phản nghịch, thật sự khó quản vô cùng, kỳ phản nghịch, khó quản, ngược lại anh lại cảm thấy khá tốt cơ đấy đoàn gia hứa cân nhắc một lúc dù sao vẫn là tâm trí của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành hơn nữa còn chưa rõ có phát sinh chuyện gì nghiêm trọng hay không anh vẫn nên nói với tang diên về việc này em gái của mày bị mời phụ huynh đấy vừa nãy có hỏi tao là có thể giúp em ấy không mày tự xem nên xử lý thế nào đi tang diên cười thành tiếng thảo nào con bé cứ một mực giữ mày lại ăn cơm biết ngay tiểu quỷ này không có ý gì tốt mà đoàn gia hứa cười không nói gì đoán chừng cũng không phải việc gì to tát lắm đâu bị gọi nhiều lần cũng chỉ vì mấy cái nguyên nhân đó. Tăng Diên cúi đầu nhắn tin với người nào đó, không yên lòng hỏi, sáng mai mày rảnh không, nếu rảnh thì giúp tao đi một chuyến, sáng mai tao bận mất rồi, ngày mai sao, ừm, không rảnh cũng không sao, để tao nói với mẹ vậy, vừa mới đáp ứng cô, trong nháy mắt lại đi báo cáo phụ huynh, vậy đoán chừng cô bé kia lại phải khóc nữa mất thôi. Không rảnh cũng phải đi, đoàn ra hứa cúi đầu, không tập trung nói, đâu thể lừa gạt con nít, ngoạc kép, nghe được âm thanh đóng cửa. Tàng chỉ len lén đưa mắt nhìn rồi chân trần chạy đến trước mặt Lê Bình. Mẹ, sao anh hai lại về vậy à? Lê Bình, nó bảo chơi bóng ở gần đây. Tiện đường về tắm rửa. Đã về rồi sao họ không ở lại ăn cơm tối? Bạn của anh hai con có việc cần làm. Lê Bình cũng không để chuyện này trong lòng. Thong thả hỏi, chích chích, anh hai thật sự đánh con. Ngoặc kép ngoặc kép, tàng chỉ lập tức trột giạc. Không dám hỏi nữa, quay người chạy vào phòng. Con đi làm bài tập, trở lại phòng, khóa cửa, tam chỉ đá bay đôi dép Lê nhảy lên giường, kéo đến một con thú bông ôm vào trong ngực. Tâm trạng của cô vẫn cứ không tốt, suy nghĩ lại bất chi bất giác trôi nổi. Trong đầu cứ quanh quẩn là đoàn gia hứa cùng câu nói kia. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, biết lần sau là lúc nào không? Hẳn là để đáp lại câu hỏi kia của cô, lần sau là lúc nào? Điều này chứng minh anh sẽ đến sao? Tăng chỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trở mình một cái, hai chân thay nhau đung đưa, khoái trá ca hát, cô nhìn ra bên ngoài trời tối, tiếp tục nghĩ đến chuyện vừa rồi lại quay về trước đó một chút nữa đoàn gia hứa giơ tay nhéo nhéo má cô ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép tàng chỉ ngay lập tức ngồi dậy cô vừa bị người con trai kia nhéo mặt sao mới lần đầu tiên gặp nhau anh sao có thể nhéo mặt cô nhéo thì thôi đi vì sao phải đến gần như thế còn còn gọi cô là bé tiểu tang tàng chỉ bình phục cảm xúc dáng vẻ như không thèm để ý nhấn mạnh quên đi coi như là anh quan tâm đến mình miễn cưỡng cho anh chiếm chút tiện nghi vậy ánh mắt của cô đảo qua vừa lúc nhìn thấy chiếc gương đặt trên bàn học, ánh mắt đụng phải chính mình ở trong gương, chú ý khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, sự bình tĩnh của tang trĩ trong nháy mắt đã sụp đổ. Sống suốt 13 năm, lần đầu tiên có tâm trạng như thế, tang trĩ ngã người trên giường, không biết nên làm sao, cuộn mình vào chiếc chăn, cảm nhận không khí bên trong ngày càng hiếm, sau đó nghe thấy âm thanh tim đập trong lòng ngực không ngừng khuếch đại. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi rửa mặt, Tang trí đi ra phòng khách đúng lúc Tang Vinh cùng Lê Bình đang ngồi trên bàn cơm ăn bữa sáng nếu đã tìm được người giúp đỡ cô cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra càng không cần phải nói chuyện mời phụ huynh với họ cô đến trước bàn ăn ngồi xuống lê bình cho tăng trí một chén cháo thịt nạc vừa mới ngủ dậy cũng không muốn nói chuyện trong phòng im lặng tăng trí chậm chạp ăn cháo đột nhiên nhớ đến phản ứng của đoàn gia hứa hôm qua cô thở hát ra nhỏ giọng hỏi ba có phải con hơi thấp không tăng vinh nhìn về phía cô nói ai nói con à tăng trĩ gật đầu mọi chuyện đều đổ lên người tang diên anh hai nói ạ à, lê bình đừng nghe anh con nói bậy tàng trí dùng tìa chọc chọc đáy chén nhưng bạn học con chỉ mới 12 tuổi còn cao hơn con ân chân cũng một m sáu rồi tàng vinh an ủi cô con chỉ mới bấy nhiêu tuổi vẫn còn có thể cao hơn nữa mọi người lớn lên đều cao hơn sao mỗi mình con không cao lúc con ngồi xe buýt người ta còn nhường chỗ cho con cho rằng con là học sinh tiểu học tàng trí đặc biệt xa sút buồn cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 4 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Edit, Min Beta, Doãn Uyển Du khẩu vị của Tang trí đột nhiên khá hơn. Cầm bát lộc cộc từng ngụm ăn xong bát cháo, cô từ chối đề nghị Tang Vinh lái xe đưa cô đến trường. Mang cặp lên lưng, giống ngày thường ngồi xe buýt đi học, đi nhanh đến trạm xe, Tang trí cúi đầu xuống, tốn hết sức lấy ra thẻ học sinh trong cặp, khóe mắt liếc tới cửa hàng giá rẻ bên cạnh, cô do dự một chút rồi đi vào, diện tích cửa hàng này không lớn bày ra đồ uống trong cái tủ lạnh đặt ở cổng ra vào tang trí nhìn chằm chằm hàng sữa bò kia nháy mắt rồi lại nháy mắt không biết đang suy nghĩ cái gì nhìn thấy cô ngây người đứng một hồi tại chỗ nhân viên thu ngân không nhịn được hỏi bạn học nhỏ em muốn mua sữa bò sao đổi lại lúc bình thường tang trí khẳng định sẽ lười nhát mà đi so đo nhưng giờ phút này cô không hiểu sao lại bộc phát chỉ chỉ vào đồng phục trên người mình em đã học cấp 2 rồi nên chị đừng gọi em như vậy nữa không thèm đợi nhân viên cửa hàng đáp lại. Tăng chỉ nói tiếp, em không mua, em chỉ đến nhìn thôi. Nói xong câu hẹn gặp lại, cô liền đi ra khỏi cửa hàng thì đón chúng chuyến xe buýt chật ních toàn người. Tăng chỉ vội vàng đi lên, thuận theo dòng người chen trúc bên trong, tìm một vị trí vắng vẻ mà đứng. Xe lắc lư vô cùng lợi hại, theo quán tính, tăng chỉ đứng rất bất ổn, nắm lấy cái vòng treo bên trên mà vẫn lắc lư, vô cùng tốn sức, bác tài thắng gấp một cái. Cô không khống chế được mà ngã nhào về phía trước, trái tim hốt hoảng, một giây sau, có người nắm chặt cặp sách của cô, kéo về sau, những tiếng rên rỉ phàn nàn không ngừng vang lên. Tàng chỉ duỗi tay, miến cưỡng nắm lấy cái cán đỡ phía xa, cô rụt người về khe hỡ phía sau, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của phó chính sơ. Thiếu niên cao chừng 1m7, còn cao hơn cô những một cái đầu, thân hình và ngũ quan vẫn chưa phát triển, nhìn qua vừa nhu hòa vừa non nớt, vậy mà trên mặt cố tình lại đắp lên vẻ chững chạc thành thục. Không sao chứ, tàng chỉ gật đầu, không tiếp lời, phó chính sơ nhường vị trí của mình lại cho cô cậu đứng chỗ này chiều cao của cậu đủ để nắm lấy cái vòng treo tang trí cũng không khách khí nói cảm ơn trầm mặc qua nửa ngày phó chính sơ thốt lên một câu mình nghe ân chân nói cậu bị gọi phụ huynh thật sao tang trí nhìn về phía cậu không vui vẻ mà nói sao cái gì cậu ấy cũng nói cho cậu vậy hôm qua không phải cậu không đi đến hiệu sách sao mình mới tiện đường hỏi thăm một chút phó chính sơ có chút khẩn trương không có ý tứ gì khác đâu mình chỉ muốn nói với cậu mình cũng bị gọi phụ huynh đến. Tang Chỉ dừng lại, cậu cũng bị gọi phụ huynh đến. Ừm, nguyên nhân gì, nhất thời không nghĩ ra được nên trả lời như thế nào. Phó chính sơ mập mờ nói, trên lớp không nghe rằng. Tang Chỉ gật đầu, mình cũng y thế, sao cậu lại không nghe? Quá đơn giản, Tang Chỉ nói, không muốn nghe, ngoặc kép ngoặc kép. Phó chính sơ gãi đầu một cái, lặng lẽ nói, mình cũng thế. Tang Chỉ hồ nghi hỏi, nhưng lần trước thi cả khóa không phải cậu xếp ngược từ dưới đếm lên sao? cơ hồ có thể tưởng tượng ra có mấy giọt mồ hôi rơi xuống Thái Dương, cậu hơi liếc mắt rời đi, tay nắm chặt vòng treo, cảm xúc trên mặt giả vờ nhàn nhạt, nhạt, ừm, đề bài quá đơn giản, mình lười làm, có vẻ cảm thấy lời giải thích này hợp lý, Tăng Chỉ bình tĩnh, à, một tiếng, không nói thêm gì, cục diện lại một lần nữa yên tĩnh, đến mức có chút xấu hổ, Phó Chính sơ ho nhẹ một cái, chủ động đánh vỡ xấu hổ, cậu lần trước thi được cao hay thấp, Tăng Chỉ đứng nhất, ngoặc kép ngoặc kép, Phó Chính sơ khẽ cắn môi rất nhanh buông ra nhếch miệng tỏ ra không quan trọng. được, mình lần sau cũng cố chơi một tí cho lên nhất. Tàng Chí quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. cậu muốn đứng thứ nhất. Phó Chính Sơ gật đầu, hơi hụt chí mà hỏi. ngoặc kép sao vậy? không, chỉ là muốn nhắc nhở cậu một chút. Tàng Chí cũng không đem mấy lời này để trong lòng, nói như là đương nhiên. có mình ở đây, không có khả năng. ngoặc kép ngoặc kép, cứ như vậy. hai người không hiểu sao bỗng nhiên trở thành kẻ địch. sau đó Phó Chính Sơ cũng không biết nên nói cái gì đối với phương diện này cậu một chút kinh nghiệm cũng không có cũng không thể mặt dày tìm mấy cái chủ lúng túng được đành trầm mặc theo đến trạm sau tăng trĩ xuống xe trước bước nhanh về phía trường học phó chính sơ đi theo phía sau cô vắt nát óc nghĩ cách làm sao phản hồi cục diện còn chưa tìm được manh mối nào đã bắt gặp một nam sinh quen mặt nam sinh chào cậu một tiếng rất tự nhiên quàng tay lên cổ kéo cậu đi về phía trước bước chân thiếu niên vừa lớn mà nhanh rất nhanh đã vượt qua tang trĩ phó chính sơ quay đầu hô to tang chỉ mình đi trước nha tang chỉ qua loa khoát tay với cậu nam sinh kia cũng nhìn qua tang chỉ một cái ý vị thâm trường a à, một tiếng sau đó cười hắc hắc không ngừng phó chính sơ nhấc chân đạp cậu ta một cái ánh mắt không tự giác lại nhìn về phía tang chỉ cậu có bệnh hay không tang chỉ cũng không để ý bọn họ đang nói cái gì một chữ cũng không nghe lọt tai càng hoàn toàn không thèm để ý trong đầu đang sắp xếp suy nghĩ tất cả đều là việc mời phụ huynh cùng người con trai gặp mặt ngày hôm qua, ngày hôm qua vội vàng qua loa, vì co tang riêng ở đó, đoàn gia hứa mới đáp ứng sẽ đến giúp cô, nhưng mà cái gì cũng đều chưa nói rõ ràng, tang chỉ không có phương thức liên lạc của anh, không có cách nào nói cho anh biết, để anh 4 giờ rưỡi đến đây, không biết mấy giờ anh sẽ tới, bởi vì luôn nghĩ tới vấn đề này, cả ngày tang chỉ đều không nghe bài giảng, thỉnh thoảng còn hướng ra bên ngoài cửa sổ mà nhìn, sau khi bị thầy cô phê bình một vài lần, cô mới thu liễm lại một chút. Đồng hồ treo tường không ngừng chuyển động, đúng 4 giờ 20 phút chuống tan học vang lên, kết thúc tiết học cuối cùng, nghĩ rằng Tăng trí sẽ cùng trở về nhà với anh trai cô. Ân trần cũng không chờ cô về, nói tạm biệt với cô rồi đi khỏi phòng học, Tăng Chỉ nhàn rỗi không có chuyện gì làm, liền từ trong ngăn bàn lấy ra một tập vở tiếp tục vẽ tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ một chút cô lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mấy giờ. Phát hiện cũng đã gần tới 5 giờ rồi, trong phòng học rộng rãi, lúc này chỉ còn lại một mình cô, cô dừng sốt một chút, đoàn gia hứa còn chưa tới tăng trí không rõ là do anh không biết cấp hai tan học sớm hay là đã quên đi chuyện này cô miễn cưỡng ổn định tinh thần muốn tiếp tục vẽ tranh nhưng lần này lại mất hết tâm tư trong đầu đã loạn thành một nùi rối tung lại chờ thêm một vài phút nữa tăng trí nghe thấy được tiếng đóng cửa bên ngoài của các lớp khác truyền đến có lẽ là do tác động tâm lý cô cảm thấy lúc này rất yên tĩnh so với ban nãy còn yên tĩnh hơn một mình dù làm ra một động tác nhỏ cũng trở nên phóng đại hết mức câu nói mà hôm trước anh đã nói kia giống như một trò đùa tăng trí không chờ được nữa bỗng nhiên đứng dậy cái ghế phía sau động đậy trượt dài một cái đâm vào người cô đau nhức cô đứng nguyên một chỗ vành mắt dần dần phiếm hồng cô cưỡng ép bản thân nghiêm mặt đè nén tâm tình đang rất ấm ức lại đi thôi tăng trí tiện tay vơ hết mấy cuốn sách vào trong cặp sách mang lên lưng đi ra khỏi phòng lần đầu tiên được tan học sớm bốn giờ hơn đã kết thúc chương trình một ngày lúc này vừa qua năm giờ trên hành lang đã trống rỗng chỉ có giải rác vài người. Tang Chỉ cúi đầu, chạy chậm xuống lầu, bước đi của cô rất nhanh, cũng không nhìn đường trước mặt, như một con ruồi không đầu, bỗng nhiên đụng trúng một bức tường người. Tang Chỉ lui về phía sau mấy bước, buồn buồn cất tiếng xin lỗi, ngay cả nói cũng không buồn ngẩng đầu, cứ như vậy đi tiếp. Đồng thời người bị cô đụng trúng lên tiếng, "Bạn học, em biết đường đến lớp một đi như thế nào không?" Âm điệu người con trai khẽ nhếch lên, âm cuối rất tự nhiên mà kéo dài lúc nói chuyện lại mang theo một chút biếng nhát không cách nào diễn tả được. Giống như đang sát bên tai, ở trong lòng người mà gãi ngứa, có chút quen thuộc, tang trí quay đầu lại, đoàn gia hứa đứng bên cạnh lan can, quần tây áo trắng, tóc cắt ngang chán hơi dài, che đi lông mày, ngũ quan sắc nét lại xinh đẹp, anh rủ mí mắt xuống, lúc này đang nhìn mặt của cô, khóe môi thả lỏng, tang trí, tang chỉ nhìn chằm chằm anh mấy giây, rất nhanh sau đó liền cúi đầu xuống, không nói chuyện, chú ý tới con mắt đỏ hồng của cô đoàn gia hứa ngồi xổm xuống nhìn nhìn vừa khóc sao ngoặc kép ngoặc kép anh cảm thấy buồn cười sợ thành cái dạng này rồi tàng chỉ mím chặt môi không rên lên một chữ đoàn gia hứa đừng khóc tôi thay em đi nghe mắng tàng chỉ nhìn về phía anh đoàn gia hứa vuốt vuốt đỉnh đầu cô hỏi bây giờ đến văn phòng đi như thế nào tàng chỉ không chịu trả lời vấn đề của anh chỉ trích mà nói nào có ai đến muộn như anh vậy nghe vậy đoàn gia hứa nhấc nhấc đôi lông mày tốt tình mà trả lời cái này mấy giờ thì nên đến tàng trí cứng nhắc nói em bốn giờ hai đã ra về rồi sớm như vậy sao là tôi không biết mà tôi nói lời xin lỗi với em có được không ngữ khí của đoàn gia hứa rất không đứng đắn giống như đùa với sủng vật nhỏ tôi nhận sai với em bởi vì anh đến cảm xúc của tàng trí đã tiêu tan đi một nửa nói ra một câu không cần cách thời gian tan học đã một khoảng thời gian dài sợ giáo viên chờ lâu tàng trí cũng không cố nháo loạn thêm nữa đi thôi đi đâu văn phòng đi lên lầu 1, rẽ trái là tới phòng của giáo viên làm việc. Hai người đứng ngoài cổng cách 5 mét thì dừng lại. Tang Chỉ suy tư một hồi, bàn giao với anh vài câu. Cái này em rất có kinh nghiệm, một lát chắc chắn là thầy sẽ một mực cáo trạng với anh. Sau đó anh chỉ cần phụ họa với ông vài câu là tốt rồi. Đoàn gia hứa không tập trung ừm một tiếng. Chuyện làm ngày hôm nay, đối với Tang Chỉ hay bất cứ đứa trẻ nào khác cũng đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Liên hợp với một người khác lừa gạt thầy, giáo, Tang Chỉ biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Còn nữa, anh ơi, anh cố gắng ít nói chuyện lại, nếu như bị bại lộ bắt được, hai chúng ta đều coi như xong đời. Đoàn gia hứa liếm láp môi cười, sao nghe qua lại dọa người quá vậy, tang trí rất khẩn trương, phô trương thanh thế mà nhìn anh, gan anh phải lớn lên. Được, đoàn gia hứa cười ra tiếng, tôi sẽ dũng cảm, lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai giáo viên ở lại, một người là Trần Minh Húc, một người khác là chủ nhiệm lớp 6, cũng là giáo viên tiếng Anh lớp 1 của cô, họ Trương bàn làm việc của hai người đặt song song, Trần Minh Húc đang chấm bài, một có một không mà nói chuyện cùng thầy Trương, Tăng Chỉ đi qua, thầy ơi, Trần Minh Húc ngẩng đầu, đến rồi, Tăng Chỉ cúi đầu nói, dạ, anh hai em tới à, đoàn gia hứa đứng bên cạnh cô, ngược lại không có trột dạ như cô, nói chuyện bình tĩnh mà thẳng thắn, chào thầy, em là Tăng Diên, là anh trai của Tăng Chỉ, lúc đầu Tăng Chỉ còn lo là anh sẽ bị sợ hãi đến mức không nói ra lời. Nhưng lại ngoài ý muốn nghe được hai chữ, Tăng Diên, mà ngữ khí của anh là vô cùng chấn định, không một chút gợn sóng, mang theo mười phần lực lượng. Cô không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh một cái. Trần Minh Húc đứng lên, vội nói, tôi là chủ nhiệm lớp của Tăng trĩ. Họ Trần, làm phiền em đi một chuyến, ngồi trước đi đã, thầy Trương ở một bên trêu ghẹo Lần này đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Trần Minh Húc hạ gọng, tức giận nói, ông không phải cũng như vậy hay sao? Nghe nói như thế, Tăng trĩ lúc này mới chú ý tới trong văn phòng còn có người thứ năm. Phó chính sơ đứng ở phía sau thầy Trương trong một nơi hẻo lánh. Không hình không tiếng, như một người trong suốt. Sau đó ánh mắt hai người bắt gặp nhau. Bước chân phó chính sơ hơi nhúc nhích, giống như đang dãy rùa. Rất nhanh, cậu đi tới đứng cách tang chỉ 2 mét, vừa đúng ngay trước mặt thầy Trương. Khoảng cách của hai người rút ngắn, tuổi tác giống nhau, bộ dáng ngày thường cũng đẹp mắt. Rất dễ dàng làm người ta liên tưởng tới một ý niệm trong đầu. Đoàn gia hứa ngồi trên một cái ghế gần Trần Minh Húc. Ánh mắt nhìn hai người bọn họ đánh giá, mang theo một tia ý vị thâm trường, sau đó vẫy vẫy tay với cô. tới đây, Tang Chỉ ngoan ngoãn bất thường. sao vậy à? Trần Minh hút một bên đang tìm tư liệu, không chú ý tới tình huống bên này của bọn họ. Đoàn Gia hứa một tay nâng mặt, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tang Chỉ. Tang Chỉ dừng mấy giây, thỏa hiệp đi lại. cô bé, anh cúi người xuống, dùng âm thanh thì thầm mà nói với cô. yêu sớm sao? thời điểm khi anh nói hai từ phía trước, Tang Chỉ rất bất mãn, nhưng mà anh vừa nói xong câu đó đầu óc cô nháy mắt trống rỗng. Cái gì, sau khi kịp phản ứng, khuôn mặt tang chỉ nháy mắt đỏ bừng, như một trái cà chua chín. Không biết là do tức giận hay gấp đến mức này, cô sợ bị giáo viên nghe thấy, đè nén âm thanh cả giận mà nói. Anh mới yêu sớm, ừm, um, thật ra tôi ngược lại cũng muốn lắm. Ngoặc kép ngoặc kép, đoàn ra hứa một lần nữa dựa vào thành ghế, lười biếng mở miệng. Đây không phải là tuổi tác được phép yêu sớm. Lời tác giả, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 5 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Edit, Adelia Beta, Doãn Huyền Du tăng chỉ kỳ thực không rõ anh bao nhiêu tuổi. Nhưng nghe anh vừa nói như thế lại liên tưởng đến tuổi tác của tang Diên. Cô xa sầm mặt, không vui vẻ nói, anh rất già, ngoặc kép ngoặc kép, anh rất già, già. Mặc dù đoàn gia hứa không quá để tâm đến tuổi tác nhưng nghe đến những lời này vẫn chính là có cảm giác ngược bị đâm một. Giao, vừa mới qua 20 anh đã phải đội thêm một chữ, ra, dạ, thế này. Đoàn gia hứa không biết phải hình dung tâm trạng của chính bản thân mình lúc này như thế nào. Anh chậm rãi thở hát ra, gần từng tiếng hỏi, tôi già, tang chỉ lại gật đầu. Anh già, ngoặc kép ngoặc kép, trầm mặc vài giây, cô bé, em cảm thấy tôi già. Đoàn gia hứa nhìn thẳng vào cô, đại khái cảm thấy quá mức hoang đường, không vui vẻ nổi, vậy sao em không gọi tôi là chú? a à, ngoặc kép, tang chỉ suy xét một phen, cảm thấy rất có đạo lý, ngay tức khắc thay đổi cách xưng hô. Chú, ngoặc kép ngoặc kép, đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ, vừa trong veo lại sạch sẽ, không có nửa điểm tạp chất, lúc nói chuyện còn thật sự nghiêm túc, giống như từng câu từng chữ đều là nói ra từ tận đáy lòng. Bằng biểu hiện thuần khiết nhất, đồng thời cũng gây ra vết thương cho người đối diện, lúc này Trần Minh hút cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Ông ấy đặt trước mặt đoàn ra hứa một tách trà, có chút xấu hổ nói, thật ngại quá, em ngồi đây một lát, lúc nãy tôi uống hơi nhiều nước, bây giờ phải đi vệ sinh một lát, Đoàn gia hứa điều chỉnh cảm xúc của bản thân, quay đầu lại đáp, được, có lẽ là do rảnh rỗi quá mức, chờ Trần Minh hút đi rồi. Đoàn gia hứa quay đầu qua, một lần nữa cùng Tăng trĩ so đo chuyện vừa rồi. Em có biết nếu em gọi tôi như thế, anh trai em cũng phải gọi tôi như thế không? tang trĩ thành thật đáp, không biết, đoàn gia hứa, cho nên gọi tôi là anh hay là chú? tang trĩ suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng nói, vậy vẫn cứ gọi là anh đi, mặt mày đoàn gia hứa giãn ra, thong thả nói, vẫn rất che chở cho anh trai của em nhỉ che chở cái gì ngoặc kép tang trí không hiểu lời nói của đoàn gia hứa em che chở cho anh ấy làm gì anh ấy chỉ toàn ức hiếp em em chỉ là không muốn để anh hai gọi anh là chú thôi tại sao vì nhìn anh ấy còn già hơn anh ngoặc kép ngoặc kép không nghĩ tới là sẽ nhận được một câu trả lời như thế đoàn gia hứa sững sờ đột nhiên bật cười thành tiếng sau đó nhịn cười lặp lại một lần tang diên trông già hơn tôi tang trí Đúng vậy, mặc dù là đọ sức từ, già, giành được thắng lợi. Đoàn gia hứa tâm tình vẫn tốt, anh ho nhẹ, giả vờ tỏ vẻ khiêm nhường hỏi, cô bé, làm thế nào em lại thấy anh trai em già hơn tôi? Dứt lời, anh lại bồi thêm một câu, tôi cảm thấy không có sự khác biệt lắm, ánh mắt tăng trĩ đặt trên mặt anh quan sát, rất nhanh liền hạ mắt, không nóng không lạnh nói, vẫn có chút tranh lệch, ngoặc kép ngoặc kép, vài giây sau, một cô gái gõ gõ vài tiếng rồi mở cửa văn phòng ra. Ánh mắt hướng sang bên này nhìn, dáng điệu có chút ngượng ngùng. Xin chào, đây có phải là văn phòng chủ nhiệm của phó chính sơ không? Thầy giáo Trương vội vã đứng lên. Đúng vậy, cô là chị gái phó chính sơ sao? Cô gái cong môi cười. Tiến vào, đúng vậy, đứng hết nửa ngày phó chính sơ nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Chị, sao bây giờ chị mới đến vậy? Tàng chỉ thuận thế nhìn sang. Cô gái có dung mạo đường nét giống với phó chính sơ vài phần. Cô gái mặc váy màu trắng, 10 phần giống một học sinh, trang điểm đơn giản cùng với màu môi hơi nhợt nhạt khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cô ấy nhỏ giọng giải thích với phó chính sơ chị sau giờ học mới đến hơi xa một chút nói xong cô gái chú ý đến đoàn gia hứa đang ngồi trên ghế ánh mắt dừng lại hai giây rất nhanh liền rời đi ngữ khí nói chuyện tựa hồ có chút khẩn trương thật xin lỗi thầy giáo trương đã để ông phải đợi lâu thầy giáo trương khoác tay cũng không có gì phiền phức khiến cô phải đến đây một chuyến bởi vì lời nói vừa rồi của tăng trĩ đoàn gia hứa cười hết nửa ngày lúc này khóe miệng của anh vẫn còn cong lên ánh mắt anh không hề chuyển rời sang nơi khác nhìn chằm chằm tang trĩ thầy giáo của em đến khi nào mới về tang trĩ thu tầm mắt lại chắc nhanh thôi bé tiểu tang anh có chút nhàm chán đoàn gia hứa buồn bực ngắn ngẩm đùa cợt cô em nói cho anh vài câu dễ nghe giải sầu xem tang trĩ ngờ vực nhìn anh nói cái gì em nói đoàn gia hứa không cần nghĩ ngợi anh gia hứa là đệ nhất soái ca em không phải cái máy lặp lại tang trĩ không vui vậy thì em khen tôi một câu đi. Đoàn gia hứa nói em sẽ không thành cái máy lặp lại. Tăng trí cự tuyệt em không muốn. Đoàn gia hứa cũng không tức giận, kéo dài từ ngữ trêu chọc nói em là quỷ hẹp hòi. Lúc này Trần Minh hút cuối cùng cũng đi vệ sinh trở lại. Ông ngồi vào vị trí cười ha ha mà nói thật xin lỗi cái bụng đột nhiên có chút khó chịu. Đoàn gia hứa không có gì em không gấp ạc. Sau đó anh đem ly trà vẫn chưa uống trên bàn đẩy về phía trước mặt Tăng trí hỏi khát không quỷ hẹp hòi không tiếp lời, đoàn gia hứa dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn bên cạnh tách trà hai cái, uống nước đi, sau đó liền nhìn về phía trần minh húc, nghiêm túc nghe ông ấy nói. tăng chỉ lúc này mới cầm lấy tách trà, yên lặng uống một ngụm, nhìn lên mặt bàn trống không, nhớ tới anh từ lúc đến đây nói chuyện còn chưa uống miếng nước nào, cô đứng tại chỗ vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn đi đến máy đun nước bên cạnh lấy cho anh một cốc nước. tăng chỉ cảm thấy trần minh húc phiền nhất chính là mỗi lần gọi phụ huynh nói chuyện đều nói một chủ đề giống hệt nhau. Tàng Chỉ đã nghe qua rất nhiều lần, cảm thấy bản thân có thể đọc lại một cách trôi chảy. Nhìn như thế này, Trần Minh Húc còn giống máy lặp lại mà họ vừa nhắc đến hơn. Cô buồn chán ngáp một cái, suy nghĩ dần dần giống như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên chú ý tới, bầu không khí ở bên cạnh vô cùng hài hòa, không giống cô bên này, chỉ nghe Trần Minh Húc tố giác tội trạng, Tang Chỉ cẩn thận lắng nghe, thầy Trương bỗng nhiên nở nụ cười, đứa bé chính sơ này tuy thành tích kém, nhưng những thứ khác đều rất tốt, lần này không phải do thằng bé là sai việc gì mà gọi em đến là cậu này hôm qua đột nhiên xông vào văn phòng là to là phải gọi phụ huynh tới còn làm tôi sợ mất hồn ngoặc kép ngoặc kép vừa nói xong ánh mắt của phó chính sơ hướng về tang trĩ ánh mắt cả hai đối nhau trầm mặc không nghĩ đến việc cô có thể nghe được phó chính sơ thần sắc đột ngột thay đổi bộ dạng quẫn bách đến cực hạn giống như trong một khắc liền muốn đào cái hố để lập tức đem mình trôn xuống tang trĩ cảm thấy thật không thể tưởng tượng được lặng lẽ dùng ngón tay chỉ vào huyệt thái dương hai lần. Im lặng hỏi cậu, có phải ở chỗ này của cậu có chút vấn đề không? Ở đâu ra có người lại tự động yêu cầu mời phụ huynh chứ? Phó chính sơ giả vờ tỉnh táo, dùng khẩu hình miệng đáp, hôm khác sẽ giải thích với cậu. Sau đó đổi sang ánh mắt khác, đầu của cậu ta chuyển động một cái. Tàng chỉ vừa lúc chú ý tới, chị của phó chính sơ liếc qua hướng bên này, nhưng không phải nhìn cô. Tàng chỉ nhìn theo ánh mắt của chị gái phó chính sơ. Quả nhiên là đang nhìn đoàn gia hứa. Vốn cho rằng đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng về sau, trang Trí thấy cô ấy cứ nhìn qua hết lần này đến lần khác. Không biết là lơ đãng hay vẫn còn lý do khác, Tang Trí rũ mắt, nắm đấm chậm rãi nắm chặt lại, sau đó im lặng rời vị trí một chút, chặn tầm nhìn của cô ấy lại. Cuộc nói chuyện đại khái kéo dài 40 phút, Trần Minh Húc đã nói xong, nuốt nước bọt một cái, "Mọi chuyện chính là như vậy, kỳ thật tôi cũng không nghĩ sẽ phải làm phiền đến phụ huynh. Nhưng đứa bé Tang Trí này thật sự khiến tôi đau đầu." Tôi gọi con bé đứng lên trả lời con bé còn hỏi tôi có phải là do không biết, có phải muốn để con bé dạy cho không, còn nói cái gì không thể đoạt bát cơm của tôi, chuyện này khiến những đứa trẻ khác đều không có tâm tư lên lớp. Đoàn gia hứa tạm ngừng, nghiêng đầu quét mắt sang Tang trĩ một chút, còn có chuyện này à, Tang trĩ ngay tức khắc liền cúi đầu, làm ra vẻ kiểm điểm, Trần Minh hút gật đầu, tôi trước kia cũng từng báo với mẹ của cô bé vài lần, làm chậm chế không ít thời gian của bà ấy, nhưng cũng vì đứa trẻ này rất giỏi, Tang trĩ rất thông minh, học tập cũng tốt về sau khẳng định có thể ti đậu nhất chung, em trở về cũng hãy đốc thúc giám sát con bé nhiều hơn. Được, đoàn gia hứa nói, em trở về sẽ quản giáo em ấy thật tốt, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, sự việc xảy ra thuận lợi hơn nhiều so với suy tính. Trần Minh Húc không có nghi ngờ nào, tảng đá lớn trong ngực tang trĩ giống như được hạ xuống. Cô nhìn về phía đoàn gia hứa, biểu tình khuôn mặt gần gũi hơn, cảm ơn anh, đoạn gia hứa ừ một tiếng, về nhà sao, văng ngạc, tang trĩ nháy mắt mấy cái bởi vì anh giúp cô giải quyết vấn đề lúc này trong giọng nói của cô còn mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng nếu không thì còn muốn làm gì không phải đoàn gia hứa ngừng lại chậm rãi nhắc nhở tôi còn chưa bắt đầu quản giáo em lời này giống như một gáo nước lạnh tạt lên người tăng trĩ niềm vui sướng của cô liền mất đi phân nửa không cam tâm tình nguyện hỏi anh cũng muốn suốt ngày lải nhải với em à đi thôi đoàn gia hứa từ chối cho ý kiến tôi đưa em về nhà anh không trả lời Tàng chỉ liền cho rằng câu nói của anh lúc nãy chỉ là nói đùa. Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh sau đó đoàn ra hứa tiếp lời. Trên đường đi từ từ lải nhãi, tang chỉ, ngoạc kép, hai người một trái một phải đi về hướng cổng trường. Anh trái lại đã cho cô có thời gian giảm sóc, ở trong trường cũng không tiếp tục nói đến việc này. Tàng chỉ nơm nớp lo sợ nắm lấy quay đeo cặp, không nhịn được nói, nếu là anh hai giúp em đi gặp thầy giáo, về nhà cũng không hề lãi nhãi với em tí nào, đoàn ra hứa. Thật sự, tang chỉ, Đương nhiên là thật, đoàn gia hứa nhìn chằm chằm vào cô, tựa như là nhìn xem lời cô, nói thật hay giả, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại. Tôi hỏi một chút, ngoặc kép ngoặc kép, chờ một lát, tàng chỉ nhảy dựng lên giành lấy điện thoại của anh. Nếu anh hỏi anh trai em chẳng phải sẽ biết hết, anh ấy biết rồi, cả thế giới đều sẽ biết, vậy hôm nay sẽ không cần anh tới làm gì. Tôi phải hỏi thăm một chút, đoàn gia hứa bộ dạng trông như đang đùa với một con mèo nhỏ. Nâng tay lên rồi lại hạ xuống, chính là không muốn cho cô lấy được nếu vẫn còn bị em lừa gạt chẳng phải tôi sẽ rất thảm sao lúc này ở phía sau có giọng nữ cắt ngang hành động của hai người âm thanh mềm mại này nhỏ gần như không thể nghe thấy mang theo sự khẩn trương rõ ràng xin chào anh cả hai theo bản năng vô thức quay đầu là chị gái về phó chính sơ hiện tại chỉ có một mình cô ấy ở đó không biết phó chính sơ đã đi đâu cô gái có dáng người không cao lắm lại khá gầy ngũ quan xinh xắn nho nhã khuôn mặt đỏ bừng cô gái nhìn đoàn ra hứa bối rối lấy điện thoại trong túi áo ra, có thể cho tôi cách liên lạc không? Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, đoàn gia hứa nhìn về phía cô ấy, không nói gì, cái này giống như là yên lặng cự tuyệt, biểu cảm của cô gái trở nên càng xấu hổ xen với chút không tự nhiên. Nhãn cầu tăng chỉ đảo qua đảo lại trên thân hai người kia, cũng không thể nhìn thấu ý tứ của đoàn gia hứa, không đợi anh đáp lời, cô ngẩn đầu lên, nói ra một câu làm người ta kinh ngạc, chị ơi, anh ấy có tận 29 bạn gái đoàn gia hứa mi tâm nhảy một cái, cúi đầu nhìn cô, chị không cần phải khẩn trương, anh ấy chắc chắn sẽ cho chị. Tàng trĩ không dám nhìn đoàn gia hứa, dáng vẻ vừa trong sáng vừa chân thành, anh ấy mỗi ngày đổi một người, tháng này còn thiếu một người, bây giờ có chị nữa là đủ. Ngoặc kép ngoặc kép, đôi lời tác giả, chích chích có 100 phương thức ngăn chồng tương lai vượt tường chương này đánh 100 cái hồng bao. Cảm ơn đã ủng hộ lời editor, chích chích ngay từ nhỏ đã biết cách ngăn chặn tình địch. Giữ chồng rồi sao? ừ, 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 tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo chào mừng các bạn đã quay trở lại channel auto script mời các bạn theo dõi chương 6 của tác phẩm vụng trộm yêu anh âm lượng của tang trí không lớn lắm giọng điệu cũng rất bình tĩnh nhưng có lẽ bởi vì nội dung quá mức chấn động nên lúc này đây thật sự giống như một cái loa phóng đại truyền vào tay hai người lớn bầu không khí trầm mặc trong chốc lát bị phá vỡ sau đó cục diện lại rơi vào bế tắc ngày càng lúng túng hơn bao giờ hết đoàn gia hứa liếm liếm khóe môi nhưng vẫn không nói chuyện cô gái trẻ không nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì là vì tâm tư bị nói trúng hay cảm thấy đây chỉ là câu nói đùa của trẻ con nhưng dù sao thì ý cười trên khuôn mặt cô nàng đã không còn giữ được nữa cánh tay đang cầm điện thoại dần dần buông xuống tang trĩ lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía đoàn gia hứa vừa lúc trùng hợp bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô cô lập tức cụp mắt xuống có tật giật mình đem cặp sau lưng ra trước ngực lục lọi cái điện thoại bên trong vô cùng tự nhiên biến bản thân thành một cảnh vật vài giây trôi qua đoàn gia hứa thu lại tầm mắt thuận theo tăng trĩ mà nói ừm um, tôi quả thật có chút xấu xa ngoặc kép ngoặc kép mà dạo này cũng không ứng phó nổi tình hình nữa anh khẽ cười một tiếng lắc lắc cái điện thoại trong tay lạnh nhạt nói nếu cô muốn gọi điện thoại cho tôi chắc sẽ phải rất khó khăn để sắp xếp cuộc hẹn giọng điệu của anh điềm nhiên cứ như không cảm thấy những lời này có gì không ổn trên mặt còn không có một tia xấu hổ nào cứ như cảm thấy đây là một chuyện gì đó rất hơn người vậy đoàn gia hứa ngả ngớn ngẩng mặt lên cô có muốn suy nghĩ thêm một chút nữa không cô gái hít một hơi thật sâu cố gắng duy trì lễ phép không cần vậy thì tiếc thật đoàn gia hứa thở dài tiếc nuối nói nếu không thì hay là vẫn nên lưu lại phương thức liên lạc đi nói không chừng có một ngày nào đó cô thay đổi không chờ anh nói xong câu cô gái đã quay đầu rời đi chỉ còn thừa lại hai người tăng trĩ và đoàn gia hứa đứng tại chỗ chờ sau khi không nhìn thấy bóng lưng của cô gái đó. Đoàn gia hứa quay đầu về phía tang trĩ, ung dung hỏi, cô bé, tôi còn chưa góp đủ 30 người, phải làm thế nào bây giờ? Ngoặc kép ngoặc kép, giọng điệu ôn hòa lại bình tĩnh, phảng phất giống như đấy chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản. Nhưng thật ra chính là miêng nam mô, bụng một bồ dao găm, tang trĩ thậm chí còn cảm thấy không bằng anh cứ phát cáo với mình. Như thế lực sát thương có khi còn không đáng sợ như lúc này. Tranh lệch thiếu đúng một người, đoàn gia hứa trầm giọng cười tháng này phải làm thế nào để sống đây ngoặc kép ngoặc kép tang trĩ không dám nói lời nào không được tự nhiên ho khan hai tiếng lưng phát run lên cảm xúc khiếp đảm bay đầy đầu đoàn gia hứa đứng một bên không nói nữa rất an tĩnh rất yên phận nhưng chẳng khác nào là sự yên ổn trước một cơn bão lớn tang trĩ thật sự sợ hãi lần này ngay cả nhìn lén cô cũng không dám nữa chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ việc không cách nào dự báo được tương lai khiến cho cô cảm thấy bất an cô nuốt một ngụm nước bọt bất động thanh sắc lùi về sau mấy bước, cô lấy hết dũng khí, nhanh chóng hô lên một câu, anh, gặp lại sau, liền co cẳng chạy như bay về phía trước. Giống hệt như đang chạy nạn, đoàn gia hứa nhớn mày, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của kéo cô trở lại, chạy cái gì, còn chưa chạy được hai bước đã bị bắt lại, tàng chỉ đột nhiên ý thức được khả năng chạy trốn cơ bản là bằng không. Cô xì hơi, quá trễ rồi, trời cũng sắp tối nữa, tàng chỉ trột dạ cúi đầu, âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu, một lát nữa mẹ em về nhà mà nhìn thấy em còn chưa về sẽ lo lắng. Đoàn gia hứa tượng trưng nhìn trời một cái, đã trễ như vậy, người anh trai như tôi sao có thể để em về một mình. Tàng chỉ lập tức nói, không có việc gì đâu, chạm xe nằm ở gần đây thôi à, sau đó xuống xe đi bộ không bao lâu là đến nhà em rồi. Anh ơi, anh cũng phải về trường học, không quay về thì sẽ rất muộn. Ừm, đoàn gia hứa nói, trước đó tôi còn thật sự không nhìn thấy được hóa ra em lại quan tâm tôi nhiều như vậy đấy. Ngoặc kép ngoặc kép, dù sao chạy cũng không thoát. Tàng Chỉ dứt khoát vò đã mẻ cũng không sợ rơi. Anh, một chuyện nhỏ như vậy, sao anh lại nhớ lâu thế? Anh cũng không có tổn thất gì. Đoàn Gia Hứa lười biếng nói, sao lại không có tổn thất? Tàng Chỉ khí thế thẳng thừng, anh cân nhắc lâu như vậy không phải là không muốn cho chị gái kia số điện thoại hay sao? Nhưng lại không muốn từ chối thẳng thừng, vậy em không phải là đang giúp anh hay sao? Tính toán như thế này, anh còn phải nói cảm ơn với em đấy. Công phu nói bậy của cô gái nhỏ đúng là vô cùng lợi hại. Ngay cả mí mắt cũng không thèm nháy một cái đoàn gia hứa nhìn chằm chằm cô mấy giây cười nhẹ cong khóe miệng nói đi thôi có điều vừa rồi anh cũng mới giúp em anh cứ như vậy mà đáp ứng trong lòng tăng trĩ một chút khí lực cũng không còn nữa chỉ có thể kiên trì nói vậy chúng ta xem như hòa nhau đi cái này không thể được đoàn gia hứa nói đi thôi tôi đưa em về nhà ngoặc kép đưa cô đến dưới lầu đoàn gia hứa không có ý định đi lên chỉ đem cặp sách đến trước mặt cô vào nhà đi tăng trĩ ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn anh đi đến cửa lớn, tàng chỉ móc ra một cái chìa khóa từ túi áo, chậm chậm mở cánh cửa ra, không biết sau này có gặp lại được nữa hay không, sau lưng vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cô dừng động tác trong tay, cẩn thận từng chút một quay đầu ra sau, đoàn gia hứa vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô, giống như ăn trộm bị bắt tại trận, khuôn mặt tàng chỉ nháy mắt đỏ lên, lập tức hô, anh, hẹn gặp lại, sau đó luống cuống tay chân chạy như bay vào trong nhà. Trong nhà vẫn chưa có người nào trở về căn nhà trống rỗng tang trí dùng hai tay dán lên mặt của mình nhanh chóng đá bay giày chạy ra ban công ôm lấy cái cột như trộm vặt nhìn xuống đoàn gia hứa đã sớm đi ra khỏi tiểu khu lúc này đang giơ một tay áp vào bên tai giống như đang gọi điện thoại qua mấy giây anh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó ngẩng đầu hướng về phía phòng tang trí mà nhìn lên tang trí bất thình lình đến nổi không kịp chuẩn bị gì lại thấy bản thân đúng là có tật giật mình quay lưng lại ngồi thụp xuống ngay lập tức nhịp tim đập bùm bùm giống như một khắc sau sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Cô nuốt một ngụm nước bọt, tự dưng có cảm giác trột dạ và luống cuống đến mức không dám nhúc nhích. Qua một hồi lâu lại len lén nhìn ra phía ngoài, không còn thân ảnh của đoàn gia hứa nữa rồi. Tăng trí thở hắt ra, trong lòng cảm thấy có chút vắng vẻ, việc giải quyết lần này có vẻ rất thuận lợi, bên phía thầy giáo không phát hiện ra cái gì bất ổn. Ba mẹ của cô không biết chút nào, cũng chính vì vậy mà tăng trí không có bị giáo huấn nữa. Nhưng lần này thế mà để lại một di chứng vô cùng vô tận, cô bắt đầu không ngừng mà lặp đi lặp lại nhớ tới một người mang theo chút cảm giác xót xa lại hình như nếm được một tia vị ngọt dần lan tỏa trong cuộc sống của cô tăng chỉ cảm thấy cô không tài nào hiểu được cảm giác này càng không biết nên làm như thế nào cô không dám nói chuyện này với bất kỳ ai vì cảm thấy có một chút xấu hổ giống như là sau một đêm đột nhiên trưởng thành ra không ít đây một bí mật thuộc về riêng cô không thể nói không thể kể cho người nào khác tăng chỉ bắt đầu không ngừng thất thần bên trên tờ giấy nháp hay bên trong quyển nhật ký, dần dần được lấp đầy bởi các ký tự của tên một người con trai. Loại cảm giác này chỉ kéo dài được một đoạn thời gian. Có lẽ bởi vì không được gặp lại, nên dần bị thời gian hòa tan, hoặc có lẽ là vì bị bản tính cường ngạnh của cô đặt vào đáy lòng. Muốn nó cứ thế đừng tồn tại, trong nháy mắt kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, nên đón kỳ nghỉ Tết đoan ngọ chuẩn bị tới, tàng trí trở về nhà sớm hơn mọi khi, từ trong tủ lạnh cầm ra một chén ô mai, ngồi xuống trên ghế salon chậm rãi ăn, ba mẹ vẫn chưa trở về. Trong nhà chỉ có một mình cô, trên tivi đang phát ra phần nhạc mở đầu của một bộ phim hoạt hình. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, Tang Chí vô thức nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của Tang Diên. Không nghĩ tới ngày nghỉ này anh ấy sẽ trở về, Tang Chí sững sốt một chút, sau đó giống như không nhìn thấy mà thu lại tầm mắt của mình, tiếp tục xem tivi. Tang Diên tức giận cười, không biết chào à, anh trở về tại sao không nói trước một tiếng? Trong tay Tang Chí cầm một viên ô mai lớn chừng ngón tay, vừa cắn vừa nói: Mẹ vừa mới gọi điện thoại tới nói anh nấu hai chén cơm. Anh mau đi nấu đi. Tang Diên lành lạnh nói, anh còn chưa nói với mẹ sẽ trở về nhà. Bà ấy sao biết mà bảo anh nấu. Ánh mắt Tang Chí cũng không thèm dịch chuyển ra khỏi tivi. Lục lọi điện thoại bên cạnh nhấn gọi cho Lê Bình. Sau đó nói bằng âm thanh khuếch đại. Anh không tin, em gọi điện thoại cho mẹ. Tang Diên mặc kệ cô. Đến tủ lạnh lấy ra bình nước đá uống. Đầu dây bên kia điện thoại rất nhanh đã bắt máy. Hỏi, chích chích, sao vậy, mẹ, sắc mặt tang trĩ cũng không thay đổi nói, anh hai trở về rồi, có phải ban nãy mẹ nói để cho anh nấu cơm đúng không mẹ? Tang Diên đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn về phía tang trĩ, sau đó, anh ấy nghe được trong điện thoại Lê Bình trầm mặc mấy giây, rồi nói, đúng rồi, để nó nấu, tang Diên ngoặc kép, tang trĩ nuốt ô mai, lên giọng, đối diện tang Diên hỏi, anh hai, mẹ hỏi anh có nấu hay không? Tang Diên nhìn chằm chằm Tang Trĩ một lúc lâu, một câu cũng thèm nói, trực tiếp đi vào nhà bếp, Thấy thế, Tang Chỉ bỏ dậy, đi vào phòng bếp tựa bên cửa thăm dò mà nhìn anh ấy. Anh ấy bây giờ đang nấu à? Nói thêm với Lê Bình vài câu, Tang Chỉ liền cúp điện thoại, cô nhìn bóng lưng Tang Diên, đột nhiên nhớ tới chuyện nhận nhầm đoàn gia hứa thành anh ấy. Trầm mặc nửa ngày, cô không hiểu sao phát ra câu, "Anh hai, ở đại học anh có yêu đương không?" Tang Diên không thèm để ý tới cô, "Không có sao, một người cũng không có sao." Dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị, Tang Chỉ không thèm xem phim hoạt hình nữa em hỏi thật, anh hai, Tang Diên quay đầu, giọng nói có hơi không tốt lắm, sao thế, Tang Chỉ chân thành nói, anh có muốn đi phẫu thuật toàn diện luôn không, ngoặc kép ngoặc kép, một từ Tang Diên cũng không muốn đáp lại cô, anh ấy không muốn nhìn cô, quay lưng lại cười lạnh mà nói, anh trai mà lần trước cùng anh trở về nhà kia, em còn nhớ rõ không, động tác cắn đồ ăn của Tang Chỉ hơi ngừng lại, rủ mắt xuống chậm rãi nói, nhớ ạ, à, cậu ta nói anh và em lớn lên giống nhau, ngoặc kép ngoặc kép, Tang Chỉ trầm mặc mấy giây, đột nhiên thốt lên, em chọc giận anh ấy cái gì sao? Cái gì? Tang Chỉ mấp máy môi, không vui nói, nếu như không có, thì vì sao mà anh ấy mắng em xấu? Ngoặc kép ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Tang Chỉ OS, mặc kệ như thế nào, cho dù người khác nói em lớn lên giống anh, thì anh vẫn rất là xấu. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 7 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Tàng Diên nhẫn nhịn một chút, bỗng nhiên tắt vòi nước, xoay người trong chớp đưa tay còn dính nước trà lên mặt tang trí Anh cho em hai lựa chọn, hoặc là quay về xem tiếp phim hoạt hình ngớ ngẩn của em. Hoặc là ở lại đây để anh đánh cho một trận, anh tức giận làm gì, tang trĩ lau nước trên mặt, nhíu mày, người bị mắng là em, chưa đâu phải anh, tang diên đặt lớp lót vào nồi cơm điện, còn không thèm nâng mát, cửa ở đằng kia, tang trí không nhúc nhích, nghiêm túc nói, dù sao thì anh ra ngoài cũng đừng nói với người khác là em giống anh nữa anh ấy lắc đầu diễu cợt ai mà thèm nói xong tang diên dùng sức bóp mặt của tang chỉ còn cướp lấy chén dâu tây trong tay cô đi ra khỏi phòng bếp tang chỉ vô thức vuốt vuốt mặt đến khi chú ý thấy tay mình đã trống không mắt cô lập tức chừng lớn không thể tin hỏi sao anh dám lấy của em tại sao lại là của em tang diên cầm một quả đưa vào miệng cắn em tự kiếm tiền mua à tang chỉ chìa tay ra em lấy từ trong tủ lạnh ra tang diên thong thả nâng cao tay vậy thì nó là của tủ lạnh, tăng trĩ vất vả nhón chân. Nhảy nhảy lên, nhưng em lấy ra thì là của em, theo đạo lý này của em, vậy bây giờ anh lấy được thì là của anh. Ngoặc kép ngoặc kép, cả hai rằng co một hồi lâu, tang diên định ăn luôn trái dâu tây thứ năm, di động trong túi chợt vang lên, anh ấy quan sát tang trĩ một lúc, thản nhiên đem cánh tay cầm dâu tây hạ thấp xuống một chút. Tay kia lấy điện thoại di động, tận dụng khe hở này, tang trĩ vội vàng nhảy lên đoạt chén dâu tây về, tang diên thấp giọng hư một tiếng, nhận điện thoại sao vậy bên kia không biết nói câu gì tôi về nhà rồi không phải ký túc xá cúp điện cả ngày để kiểm tra ra thiết bị điện cháy với nội quy sao tôi về nhà tị nạn nói đến đây anh ấy dừng lại một chút ý vị sâu xa nói đừng nói nữa tôi vẫn còn rất hối hận tàng trí quay lại ngồi trước tv xem hoạt hình không muốn để ý đến anh ấy tàng diên nhàn nhã nói không có gì chỉ là xui xẻo dẫm phải phân tàng trí cầm điều khiển cố tình nâng cao âm lượng tàng diên hoàn toàn không bị ảnh hưởng lười nhác nói chuyện điện thoại, tiền phi cũng về nhà nữa, cậu hỏi đoàn gia hứa thử xem, cậu ấy không về nhà, có điều cũng không nhất định phải ở lại ký túc xá. Bất chợt nghe thấy cái tên đã lâu chưa được nghe, ánh mắt tăng trĩ vô tức nhìn sang, hai tay cầm lấy điều khiển, lại lo sợ bị phát hiện ra dấu vết, cô nhanh chóng cúi đầu, trầm mặc chỉnh âm lượng nhỏ lại, có một loại khẩn trương kỳ lạ nổi lên trong lòng, cảm thấy ngực có hơi khó chịu, đầu óc trống rỗng, lại phát hiện ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập cô không thể khống chế được mà chú ý tới tang diên cậu quên mang chìa khóa mấy lần rồi tang diên thừa cơ bỏ đá xuống giếng dì quản lý chắc chắn sẽ không đưa cho cậu có điều cậu muốn lấy thì đi nghe mắng là được sau đó cũng không nhắc lại đoàn ra hứa nữa nghĩ đến lời nói vừa rồi của tang diên tang chỉ đột nhiên có một suy nghĩ không tốt tết đoan ngọ không về nhà cũng có thể không ở ký túc xá trường nếu như vậy xem ra là đã có bạn gái có điều ở độ tuổi này cũng nên có đi gặp giáo viên mà vẫn có thể làm cho giống quan hệ bạn bè như thế kia nhất định đã có, dù sao chuyện đó cũng không liên quan đến cô, có thì có, cũng không phải việc gì gây gớm lắm, càng nghĩ, Tang Trí càng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ. Đột nhiên đem bát nhựa trong tay ném lên trên bàn, bộp một tiếng vang lên, Tang Diên ngồi trên ghế ăn cơm vừa đúng lúc cúp máy, thấy cô bỗng dưng nổi giận, anh ấy có chút đăm chiêu nhìn cô, hỏi, xem phim hoạt hình mà cũng có thể nổi giận như vậy sao? Tang Trí tắt tivi, Tang Diên thở dài nói, chú dê vui vẻ lại bị sói xám già bắt đi sao? Tang Chỉ cuối cùng cũng phản bác, em không phải đang xem cái đó. Tang Diên không có hứng thú, uống một hớp nước nhắc nhở, nếu em còn muốn xem thì giảm bớt âm lượng tivi một chút. Anh còn phải đi ngủ. Anh hai, Tang Chỉ đột nhiên gọi anh ấy, ngoặc kép, Tang Chỉ gãi đầu ngập ngừng nói, ở ký túc xá các anh có phải là chỉ có anh không có bạn gái không? ngoặc kép ngoặc kép, Tang Diên nhìn chằm chằm cô hai giây, đột nhiên cười, tiểu quỷ tại sao gần đây lại quan tâm việc của anh như thế? Tàng chỉ có chút trột dạ em chỉ hỏi một chút, ba mẹ kêu em hỏi, không phải em đang quan tâm anh hay sao? Tàng chỉ nói thầm, em nghe mẹ nói, gần đây bà Trần muốn cho con gái đi xem mắt, nếu như anh vẫn chưa có, chẳng phải vừa đúng lúc có thể đi một lần sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Tàng Diên ngờ vực, con gái nhỏ của bà Trần, đúng vậy, chẳng phải đã 40 tuổi rồi sao? Tàng chỉ chớp chớp mắt, vậy thì sao, điều kiện của anh cũng không thể chọn lựa. Ngoặc kép ngoặc kép, Tang Diên muốn chửi bậy, lại sợ rằng tiểu quỷ này sẽ học theo, về sau dùng để đối phó anh ấy, không cần em quan tâm, Tang Diên nén giận đi qua, dùng chai nước gõ gõ đầu cô, "Em có biết bạn chung phòng của anh vì sao đều không có đối tượng không?" Tang Chỉ không lên tiếng, bởi vì bọn họ đều xếp hàng để theo đuổi anh, Tang Diên nói, "Anh bởi vì tị nạn mới dọn về nhà, hiểu không?" Tang Chỉ nhìn anh, lần này không tranh luận với anh, yên lặng gật đầu, cô nhìn Tang Diên bực dọc đem cái chai ném vào trong thùng rác đứng lên đi về phía phòng mình, sau đó quay đầu lại bổ sung, bởi vì ông đây là trai thẳng, tăng chỉ lại gật đầu, nhưng những cái khác cô cũng không thể nghe vào tai được nữa. Vì cô chỉ nghe lọt có bốn chữ, đều không có đối tượng, lúc ăn cơm tối, tăng diên đột nhiên nhắc đến chuyện này, đúng rồi, ba, con thi xong sắp tới phải chuyển giáo khu nên phải chuyển luôn ký túc xá. Rời lại về khuôn viên chính của trường, đến lúc đó ba cho con mượn xe nhé, kiểu như là khu học, tăng vinh gật đầu, đồ đạc nhiều không? có cần tìm công ty dọn nhà không? Tang Diên, không cần, con chỉ lười phải gửi xe ở trường thôi. Lê Bình hỏi, khuôn viên chính, không phải là gần trường học của Trích Trích sao? Tang Diên dạ một tiếng, Tang Vinh, vậy con có thời gian rảnh thì ghé qua đón em con tan học. Ngoặc kép ngoặc kép, Tang Diên khóe miệng giật một cái, con học đại học còn phải mang theo một con nhóc sao? Tang Chí không tình nguyện, con cũng không cần anh đón. Tốt nhất là vậy, Tang Diên khẽ xì một cái, nhìn về phía Tang Vinh, nói, Đầu tháng sau, ba cho con mượn một chiếc Toyota, lớn một chút, tiện thể đem đồ đạc của một người bạn cùng phòng con chuyển đi một lần luôn. Tang Vinh, chỉ cần không bắt nạt em gái con thì cái gì cũng được. Tang Chỉ liền nói theo, đừng bắt nạt em thì cái gì cũng được. Ngoặc kép ngoặc kép, Tang Diên nhịn một chút, biết rồi, nhớ tới hai chữ, cùng phòng, trong miệng anh. Trong lòng Tang Chỉ có chút mong chờ, do dự hỡi, anh hai, anh muốn giúp bạn cùng phòng nào của anh chuyển đồ à? Mí mắt Tang Diên không động, Em hỏi chuyện này làm gì? Tang Chỉ mặt không đổi sắc nói, em muốn giúp anh chuyển, ngoặc kép ngoặc kép, động tác ăn cơm của Tang Diên ngừng lại, anh hoài nghi bản thân mình nghe nhầm, em muốn giúp bọn anh chuyển ký túc xá. Tang Chỉ, đúng vậy, Tang Diên không biết cô đang suy nghĩ cái gì, nhắc nhở, em phải đến lớp, chẳng phải còn cuối tuần sau. Hơn nữa, em tan học lúc 4 giờ 20, Tang Chỉ nói tiếp, em tan học xong sau đó đến giúp anh cũng được, dù sao anh cũng không chuyển sớm như vậy. Tang Diên, chính là sớm như vậy đấy anh phải chuyển đồ xong trước 4 giờ 20, ý tứ từ chối rõ ràng. Tang Chỉ nghiêng đầu liếc anh một cái, mấp máy môi, không nói gì. Tang Vinh đột nhiên lên tiếng, "Em gái con muốn giúp đỡ con thì sao? Cũng không phải chuyện xấu, không ảnh hưởng con." Tang Diên bất đắc dĩ, "Không phải, đồ vật nặng muốn chết, làm sao nó chuyển được? Còn phải đề phòng con bé đụng rớt đồ, con còn bận rộn thu dọn, làm sao có thể quản lý con bé chứ?" Tang Vinh, "Vậy con để cho em gái nhìn con dọn đồ." Tang Diên, ngoạc kép, anh thở hát ra nhìn về phía tăng trĩ chậm rãi nói được rồi tùy em nhận được câu chấp thuận tăng trĩ lại vui vẻ hơn mắt tròn cong thành hình trăng khuyết tủm tỉm cười nói được đến lúc đó em sẽ quan sát thật kỹ anh thu dọn ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép thật sự thì bản thân tăng trĩ cũng không thể nào lý giải nổi hành động lúc này của mình cô không hiểu vì sao bản thân lại muốn tìm hiểu xem đoàn gia hứa đã có bạn gái hay chưa cũng không biết vì sao muốn giúp tăng diên thu dọn ký túc xá rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy nguyên nhân chỉ có thể là một. Nhưng tang trĩ không bằng lòng thừa nhận là đơn thuần đang nhớ nhung một người, hay là ở lứa tuổi mới biết yêu, không thể khống chế một loại cảm giác đang dần nảy sinh trong tim mà trước nay chưa từng có. Loại xúc cảm vô cùng mạnh mẽ, vừa muốn giải phóng cảm xúc này, lại cũng chỉ dám vụng trộm mà dàn xuống đáy lòng, giấu ở một nơi không ai biết đến. Ngày tang diên chuyển ký túc xá là thứ tư, trung tan học vừa reo, tang trĩ lập tức đeo cặp lên lưng chạy ra bên ngoài thậm chí còn không chào hỏi làm cho ân chân cũng không hiểu vì sao có lẽ bởi vì đúng lúc ra về ven đường người đi tấp nập tàng trí biết cơ sở chính của đại học nam Vu ở đâu lúc về nhà còn thường xuyên đi ngang qua hơn nữa bởi vì diện tích trường trung học húc nhật quá nhỏ trước giờ ngày hội thể thao của bọn cô đều phải tổ chức trên sân trường của bọn họ trường học có văn nghệ hay hội diễn đều mượn sân của đại học nam Vu, cho nên trường trung học húc nhật thường bị người ta gọi đùa là trường trung học phụ thuộc đại học nam vô Tang Trí đến trước cổng đại học Nam Vu, dừng lại gọi điện thoại cho Tang Diên, có thể Tang Diên đã quên mất chuyện cô muốn đến giúp đỡ. Lúc nhận được điện thoại vẫn còn sừng sốt, không phải chứ, em thực sự muốn đến. Tang trí vô tội nói, em đến cổng luôn rồi, ngoặc kép ngoặc kép, Tang Diên nói, em đang ở cổng chính, dạ, bây giờ anh không có thời gian ra ngoài đón em, em đi thẳng rẽ phải, rồi cứ đi thẳng, có thể, nhìn thấy cầu thang thì đi lên là được. Tòa nhà thứ 9, tầng 5, phòng 525. Tang Diên bổ sung thêm một câu, nếu em cảm thấy vẫn chưa xác định được phương hướng, cứ hỏi người đi đường, tòa nhà thứ 9 ký túc xá nam sinh ở đâu, nghe không? Tang Chỉ ngoan ngoãn nói, dạ em em biết rồi. Tang Chỉ tắt máy, theo đường Tang Diên chỉ mà đi. Nam Vu có rất nhiều học sinh bản địa, hôm nay cũng có không ít người nhà đến giúp đỡ, cho nên trên đường đi, Tang Chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều người không phải sinh viên. Còn có người mặc đồng phục trung học giống cô, đi khoảng 10 phút, Tang Chỉ nhìn thấy một cái cầu thang lớn vị trí bên dưới trống, còn có một loạt ô tô nhỏ, để lại con đường rộng 3 mét, cô nhìn chung quanh một vòng, lúc này đang muốn gọi điện thoại cho Tăng Diên, đột nhiên chú ý đến xe của Tăng Vinh đậu cách đó không xa. Tăng chỉ để điện thoại xuống, đi tới, trên xe không có ai, nhưng cốp xe phía sau lại mở ra, không biết là quên mất hay vì nguyên nhân nào khác, bên trong chỉ có một chồng sách, cùng một con thú bông rất xấu, nghĩ đến mình muốn đi lên, Tăng chỉ dứt khoát mang theo hai thứ này tàng trĩ trần trừ cầm lấy con thú bông xấu xí, đặt lên đỉnh cao nhất của chồng sách, tương đối dễ cầm, động tác của cô còn chưa dứt tay còn chưa buông ra, sau lưng đột nhiên có một bóng dâm bao phủ xuống, dường như có người đứng phía sau cô, chặn đi ánh sáng, tàng trĩ vô thức quay đầu, đập vào trong mắt cô là một cơ thể mặc áo cộc tay màu đen. Ánh mắt cô nhìn lên trên, lướt qua yết hầu của chàng trai, hàm dưới, bờ môi, sau đó thấy anh nhìn mình cười như không cười, đoàn ra hứa cụp mắt ánh mắt dừng lại ở thú bông trong tay cô vài giây. Sau đó, bỗng nhiên cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nhếch môi, nở nụ cười, tên trộm từ đâu chạy đến đây, khoảng cách có hơi gần gũi, tàng chỉ biểu lộ cứng nhắc, nhất thời không biết nên nói gì. Sau đó, đoàn gia hứa chỉ chỉ vào tay cô, hất mặt, tại sao chỉ trộm đồ của tôi, dừng vài giây, anh chậm rãi hỏi, để ý tôi rồi à, tác giả có lời muốn nói, không, là ta, ta, chầm chầm, lên, ngươi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Autoscript. Mời các bạn theo dõi chương 8 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Editor, Min Beta, Doãn Nguyễn Du trong phút chốc bên tai có tiếng gió. Không âm thanh không hơi thở cứ thế thổi tới. Trộn lẫn thêm chút mùi hương thuốc lá nhạt nhẽo. Ánh nắng rơi trên người anh. Hình ảnh một người nào đó nhiễm chút màu vàng kim. Càng thêm mấy phần nhu hòa. Hai tháng không gặp, tóc đoàn ra hứa bị cắt ngắn một chút cũng không biết có phải là do ảo giác của tang trĩ hay không mà anh dường như còn cao hơn trước nhưng lại có vẻ không có biến hóa gì lớn vẫn cứ tùy tiện phóng túng như trước vẫn cứ trói mắt như vậy trái tim tang trĩ nhảy lên từng nhịp từng nhịp cô vậy mà chỉ bởi vì những lời này của anh lại có cảm giác trột dạ vì bị đâm trúng tâm tư phảng phất như cô thật sự đang làm chuyện trái với lương tâm bất an đến mức ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt chỗ nào sống lưng không tự chủ mà thẳng táp nửa ngày sau cô cầm lấy con thú bông nhét vào trong tay anh thấp giọng nói em không biết đó là của anh tang trí cúi đầu có chút co quắp rời ra bên ngoài một bước không nghe thấy tiếng đáp lại của anh cô liền chỉ chỉ vào dương sách phía sau đuôi xe đứng đắn mà giải thích em tới đây là để giúp anh hai em chuyển ký túc xá nhìn thấy trong xe có cái gì thì muốn giúp anh ấy mang lên một ít lại chờ thêm mấy giây nữa anh vẫn không có nói một lời nào tàng trí trần trừ một lúc lại bổ sung thêm một câu nếu như biết con búp bê đó là của anh em sẽ không cầm giúp anh đâu mặt mày đoàn ra hứa giật giật đứng lên nghi ngờ lặp lại một lần nữa nếu biết là của tôi thì sẽ không cầm giúp tang chỉ lập tức gật đầu tuyệt đối không cầm còn tuyệt đối không cầm nữa âm thanh đoàn gia hứa lười nhác ngữ khí mang theo chỉ trích cô bé em có lương tâm hay không hả ngoặc kép ngoặc kép cầm giúp anh thì anh nói cô là tên trộm mà không cầm giúp thì bảo cô không có lương tâm người con trai này so với ông trời còn dễ thay đổi hơn đoàn gia hứa lại nói tôi giúp em một việc lớn như vậy mới đó thôi mà đã không còn nhớ rõ rồi Lời vừa nói ra, bất mãn trong lòng tang chỉ lập tức tan biến hơn một nửa. Ngập ngừng nói, nhớ kỹ ạ, à, vậy mà còn không chịu đối xử tốt với tôi một chút. Tang chỉ liếc mắt nhìn anh một cái không nói gì, đoàn gia hứa khẽ cười một tiếng, không đùa cô thêm nữa, đem con búp bê kia cho cô, thích thì cầm mà chơi, tay phải tang chỉ giật giật, đột nhiên nhớ lại câu nói vừa mới thốt ra của anh, để mắt tới tôi. Trong phút chốc, cô thu tay về không có lá gan cầm con búp bê. Không muốn, đoàn gia hứa thu hồi lại, vậy tôi ném đi, tàng chỉ dùng một chút mới nhận lấy. Đoàn gia hứa không khỏi cảm thấy có chút nuồn cười. Muốn thì lấy, cô bé nhỏ như em sao lại khó chịu như vậy? Nghe vậy tàng chỉ liền bất mãn. Anh vừa mới nói em là tên trộm, tôi chỉ đùa với em. Đoàn gia hứa đem chồng sách bên trong xe ra ngoài, dùng một cái tay khác đóng lại cốp xe. Đi thôi, lên lầu, tàng chỉ đi theo anh không nói chuyện. Đoàn gia hứa nhìn điện thoại, sau đó hỏi, lại không vui nữa rồi. Tàng chỉ giữ nguyên yên lặng như trước. Đoàn gia hứa, đền cho em con búp bê có được hay không? Tàng chỉ ngay thẳng nói, con búp bê này rất xấu. Xấu sao? Lông mày của đoàn gia hứa nhớn lên nghiêng mắt nhìn. Cũng tạm được, vì sao anh lại mua nó? Không phải mua, đoàn gia hứa nghĩ nghĩ. Cũng không quá để ý nói, quên là ở đâu rồi? Tàng chỉ cảm thấy hình như có chút hiểu ra. Anh ơi, đây là của người khác tặng anh sao? Đoàn gia hứa, ừm, hình như là vậy. Tàng chỉ mất hết cả hứng thú. Vậy em trả lại cho anh đó. Không thích, đoàn gia hứa đưa tay về phía cô vậy đưa đây tôi lấy lại vậy tang chỉ trầm mặc trả lại đoàn gia hứa hỏi cặp có nặng lắm không tang chỉ cũng được đoàn gia hứa lại hỏi tiếp một lát phải trèo lên lầu năm đi nổi không đương nhiên có thể em đã 13 tuổi rồi không phải là ba tuổi tang chỉ nhíu mày anh cứ như xem cô là con nít mà quan tâm vậy mà nếu như em không thể leo lên lầu năm như lời anh nói chẳng lẽ anh muốn cõng em hay sao đoàn gia hứa từ trên xuống liếc cô một cái giật giật khóe môi cũng không phải là không được Tang Chỉ, anh nghĩ hay thật. Đoàn gia hứa tạm ngừng, đột nhiên lại cười ra tiếng. Tôi nghĩ như vậy thì hay lắm sao? Tang Chỉ mấp máy môi, vốn là vậy mà. Đi nào, Đoàn gia hứa im lặng ngầm thỏa hiệp thừa nhận. Tôi nghĩ đúng là hay thật đấy. Con búp bê kia bị anh đặt trên chồng sách, diện tích không xem là nhỏ, thân hình lại có chút xiên vẹo nhìn qua rất dễ thấy. Tang Chỉ nhìn lại nhiều lần, rất nhanh rủ mí mắt xuống thu lại tầm mắt. Chiều ngang của cầu thang không nhỏ, nhưng người lên người xuống cũng rất nhiều sợ cô bị chen lấn nên đoàn ra hứa đi ở phía trước để cô đi ra phía sau mình hai người yên lặng đi đến lầu năm thể lực của tang trĩ không được tốt lắm lúc lên gần tới nơi đã thở hồng hộc khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ trên trán cũng lấm tấm mồ hôi leo lên cái bậc thang cuối cùng cô vịn tường ngồi xổm trên mặt đất cả người đều hiện lên dáng vẻ không thể đi nổi được nữa mà nói không được em phải nghỉ ngơi một lúc đoàn ra hứa nhìn cô hai giây được một giờ sau tôi đến đón em ngoặc kép ngoặc kép Tàng chỉ lập tức bắt lấy đùi phải của anh như đang chơi xấu. Em chỉ nghỉ một lát làm gì mất tới một giờ chứ. Đoàn gia hứa chê chọc. Cô bé, thể lực của em quả thật quá kém. Tàng chỉ phản bác, rõ ràng là trường học của các anh keo kiệt. Ngay cả thanh máy cũng không chịu xây. Tổng cộng có 6 lầu. Xây thang máy cái gì? Tàng chỉ nói thầm. Vậy thì anh đúng là quá xui xẻo. Tổng cộng có 6 lầu thì đã ở lầu năm rồi. Được rồi, đi lên thôi. Đoàn gia hứa lại nhìn điện thoại một lát nói. Ngồi sổ một hồi sẽ bị tê chân nhìn qua thì có vẻ như anh đang rất gấp gáp. Lần này Tang Chỉ nghe lời đứng dậy, hai người thuận thế đi vào hành lang, Tang Chỉ đi theo phía sau anh, tò mò nhìn bốn hướng, cả hai nhanh chóng đi đến phòng 525. Cửa không khóa, Đoàn Gia Hứa trực tiếp đẩy cửa đi vào, đem chồng sách đặt lên trên cái bàn gần cánh cửa nhất. Tang Chỉ chậm rãi đi vào, quay đầu nhìn lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tang Diên. Giường của Tang Diên và Đoàn Gia Hứa đối diện nhau, lúc này anh ấy ngồi trên ghế, chân dài khoác lên trên bàn nhàn hạ uống nước. Anh em tốt, vất vả rồi. Cái tư thế lúc này của anh ấy thực sự rất muốn ăn đòn. Tang chỉ bất mãn nói, vậy mà anh còn nói là không rảnh xuống đón em. Sắc mặt Tang Diên còn không thèm thay đổi nói, đúng vậy mà, vừa mới thu dọn xong, anh chỉ vừa ngồi xuống nghỉ một lát thôi. Nghe được âm thanh khác, một nam sinh mập mạp từ giường tầng trên ló cái đầu ra. A, à, đây là em gái của Tang Diên sao? Tang chỉ gật đầu, chào anh ạ. À, một nam sinh khác từ ban công đi vào. Con mẹ nó, em gái nhỏ thật đáng yêu. Tang Diên vặn nắp bình lại, ném bình nước trong tay qua. Đừng có nói tục, nam sinh nhanh nhẹn tiếp lấy cái bình ném lại cho anh ấy. Cậu đang muốn giáo dục ai đây? Bình thường cậu chẳng phải cũng nói. Nói chưa hết câu, anh ta đột nhiên kịp thời phản ứng được. Cười hì hì nói, à, anh lanh mồm lanh miệng quá. Em gái nhỏ đừng học theo nhé. Tang chỉ yên lặng gật đầu. Ánh mắt của cô chuyển đến thân hình đoàn ra hứa. Rất nhanh lại hạ mi xuống đoàn gia hứa tu dọn lại một chút đồ còn trên bàn, sau đó kéo cái ghế của mình đến bên cạnh tang diên, Khóe miệng của anh cong lên một đường cong nho nhỏ, học người nam sinh ban nãy mà gọi cô, ngữ khí vô cùng cà lơ phất phơ, em gái nhỏ ngồi ở đây, tang chỉ thấp giọng, vâng một tiếng, sau đó đoàn gia hứa đi vào nhà vệ sinh, ký túc xá nhỏ hẹp ngay lập tức nháo nhào ẩm mỹ, tang chỉ đại khái cũng biết rằng người nam sinh mập mạp gọi là tiền phi, còn người vừa nói tục là trần tuấn văn. Cả hai đều rất thân thiện, nói chuyện cũng rất sôi nổi, quan hệ của Tang Diên và bọn họ dường như cũng không tệ. Anh ấy ngồi bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên sẽ đối đáp vài câu, hai người họ trò chuyện một chút, đã định luôn tối nay ra ngoài ký túc xá ăn đồ nướng, còn muốn mang theo cả Tang Chỉ cùng đi. Không bao lâu sau đoàn ra hứa từ nhà vệ sinh đi ra, anh đổi cái áo khác, không có nói chuyện phiếm với đám người trong phòng, kéo ngăn kéo bàn ra lấy cái túi, Trần Tuấn Văn nhìn về phía anh, Tí tưởng cười nói, lão hứa, vừa dọn dẹp xong rồi, một lát đi ăn lẩu với bọn này đi. Tối nay, đoàn gia hứa lắc đầu, các cậu đi đi, tôi có một chút chuyện riêng. Tàng chỉ lập tức nhìn về phía anh, tiền phi nói, cậu đi đâu làm gì, không lẽ cậu có bạn gái sao? Tuyệt đối không thể, cả đấm chúng ta trong ký túc xá này chính là một thể. Nếu cậu muốn tìm bạn gái, thì tìm giúp tôi trước đã, Trần Tuấn văn tranh với cậu ta. Không được, tìm giúp tôi trước, tiền phi, tôi không cần điều kiện gì đâu tính tình đừng quá khác với tôi là được. Trần Tuấn Văn, là nữ đều được, tiền phi, nam cũng được luôn, ngoặc kép ngoặc kép, tàng chỉ nhìn chằm chằm bọn họ. Đột nhiên thốt lên, các anh không phải đang theo đuổi anh hai của em sao? Tàng Diên, ngoặc kép, Trần Tuấn Văn trưng ra một mặt hoảng sợ nhìn sang. Em gái nhỏ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì tuyệt đối không được nói linh tinh. Tiền phi từ trên giường ngồi dậy, có vẻ như đang thật sự xem xét tang Diên. Sờ sờ cái cằm nói, nhìn qua thì, tang diên xác thực nhìn rất mi thanh mục tú lông mày xanh đôi mắt đẹp tang diên nhéo nhéo thái dương hai cậu cút ngay cho tôi đoàn gia hứa ở một bên im lặng cười đeo cái túi lên lưng đi ra ngoài tôi đi trước các cậu cứ nói chuyện đi đi được vài bước anh đột nhiên nhớ tới cái gì đó quay đầu lại vuốt vuốt cái đầu của tang trí còn búp bê kia nếu muốn thì cứ lấy về chơi nói xong thì đi khỏi ký túc xá trần tuấn văn thở dài vậy chúng ta cũng ra ngoài thôi tiền phi được tôi cũng đói bụng rồi Tang Diên nhìn về phía Tang Chỉ, quỷ nhỏ, em có muốn đi ăn lẩu không? Ngoạc kép, Tang Chỉ trầm mặc mấy giây, lắc đầu, em về nhà, ăn cái khác thì sao? Tang Diên vặn lông mày, ăn xong anh đưa em về. Tang Chỉ lại lắc đầu, Tang Diên không còn tính nhẫn nại nữa, đứng dậy nói, em tự cân nhắc đi, anh đi vệ sinh. Tang Chỉ cũng yên lặng đứng lên, đem cái ghế của đoàn gia hứa kéo trở về vị trí của anh. Sau đó, cô chú ý tới con búp bê bên trên cái bàn của anh tuy hơi do dự nhưng vẫn cầm lên trong lòng có chút buồn bực tiền phi mang giày vào nhìn thấy hành động của tang trí vô thức nói món đồ chơi này đoàn ra hứa không vứt đi sao cậu ta có trúng độc không vậy nghe nói vậy trần tuấn văn cũng ngước mắt nhìn hình như cậu ta để trên giường để trang trí thì phải tiền phi để cái này bên cạnh lúc ngủ không cảm thấy rất đáng sợ sao tang trí dùng sức vuốt con búp bê lấy hết dụng khí vờ tỏ vẻ tò mò hỏi đây là bạn gái của anh ra hứa tặng ngạc à? trần tuấn văn lập tức nói bạn gái cái gì cậu ấy làm gì có thời gian mà đi kiếm bạn gái tiền phi đúng vậy đó bận bịu không khác gì cậu trần tuấn văn nhưng vì sao tôi thong thả thế này mà vẫn không có bạn gái còn hỏi tại sao bởi vì cậu xấu tiền phi nhìn con búp bê trong tay tang trĩ nghĩ nghĩ con bếp bê này hình như là đoàn gia hứa tham dự cái chương trình tranh tài gì đó được thưởng tôi nhớ được như vậy trần tuấn văn đúng vậy đó là học kỳ trước Nghe vậy, lực đạo trong tay tang trĩ nới lỏng lại, nhẹ nhàng thở hát ra. Trong ký túc xá có hai nhà vệ sinh, có thể là bởi vì có tang trĩ ở đây, nên Trần Tuấn Văn và Tiền Phi không thay đồ trong phòng. Cầm lấy quần áo cùng chen chúc trong một phòng vệ sinh nhỏ mà thay. Tang trĩ nhìn chằm chằm con thú bông trong tay, yên lặng kéo mở khóa túi sách, nhét nó vào trong. Tang trĩ uốn cong khóe môi mà kéo khóa lại. Sau một lát, Tang Diên và hai người kia đồng thời từ nhà vệ sinh đi ra. Lần này Tang Chỉ thật sự có cảm giác như một tên trộm. Cô lập tức quay lưng lại ra vẻ bình tĩnh đi đến chỗ Tang Diên. Tang Diên giật tờ khăn giấy ra xoa tay, hỏi: "Đã suy nghĩ kỹ chưa, Tang Chỉ, em về nhà ăn." Tang Diên gật đầu, "Vậy được, anh đưa em về nhà." ngoặc kép, 10 giờ tối, đoàn ra hứa quay trở lại ký túc xá. Trần Tuấn Văn và Tiền Phi đang ngồi trước bàn máy tính chơi game. Bên miệng điên cuồng kêu gào chém chém giết giết, Tang Diên nằm trên giường không nhúc nhích, nghe thấy động tĩnh, anh quay về anh ấy ngẩng đầu còn nhập nhèm buồn ngủ này đoàn gia hứa đoàn gia hứa đặt cái túi lên bàn sao thế em gái tôi vừa gọi điện thoại cho tôi tăng diên đưa di rộng cho anh nói cậu có đánh rơi cái gì đó tôi hỏi cái gì cũng nhất quyết không chịu nói cậu tự gọi cho con bé hỏi thử đi đoàn gia hứa mở tủ quần áo ra nhưng không tìm được đồ cậu gọi qua cho tôi đi tăng diên buồn ngủ gần chết mở màn hình tìm giấy số điện thoại của tăng trí gọi đi lần nữa đưa điện thoại đến bên đoàn gia hứa Đoàn gia hứa tiếp nhận điện thoại áp lên tay, đi đến ban công thu quần áo, đầu dây bên kia nhận điện thoại, gọi, anh hai, đoàn gia hứa miễn cưỡng nói, cô bé, tôi đánh rơi cái gì ở chỗ em, ngoặc kép ngoặc kép, tàng chỉ yên tĩnh nhắm mắt lại, bởi vì trột dạ mà nói rất nhanh, anh ơi, không phải là anh đánh rơi đồ gì ở chỗ em, mà là em làm rơi đồ ở chỗ anh, ngoặc kép, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Autoscript. Mời các bạn theo dõi chương 9 của tác phẩm Vụng trộm yêu anh. Edit, Adelia Beta, Min không biết thực sự cảm thấy hoảng hốt, hay là vẫn còn bị anh dùng giọng nói lãnh đạm không hợp lẽ kia hù dọa. Sau khi dùng hết sức lực nói xong câu này, tàng trĩ không mở miệng lên tiếng nữa, chỉ phát ra những tiếng đứt quãng nghẹt ngào, mà bên trong ký túc xá, tiền phi ngồi trước máy vi tính bất thình lình nặng nề gõ xuống bàn phím. Lạch cạch, sau đó hét lớn một tiếng, đạch, cái tên trợ giúp ngu xuẩn này, ngay sau đó, Tang Diên ném cái gối đến, còn không chịu yên tĩnh thì mình đánh cậu thành tên ngu xuẩn luôn đấy. Tang Diên, thời điểm quan trọng đến tính mạng con người này, cổ họng tiền phi tựa như cái loa, mẹ nó cậu đừng ngủ, mau đến, hai phía đều oanh tạc, đoàn ra hứa nhách môi, xoay đầu đóng cửa ban công lại, anh tựa người vào tay vịn lan can, nhấc cánh tay lên trên thành ngang, nhìn thấy dưới lầu phát ra ánh sáng đèn đường, anh thoáng chút ưu tư, giọng nói chậm rãi, nhóc con, bình thường em vào học lúc mấy giờ, Tang chỉ nghẹt ngào nghiêm túc trả lời, 7 giờ 40, 7 giờ rơi giường, dạ, ngày mai đúng 6 giờ thức dậy được không? Lần này tăng trĩ không hé môi, đoàn gia hứa cũng không thèm để ý, cân nhắc từ ngữ, muốn giảng đạo lý cho cô nghe. Cô bé, bài tập về nhà thầy giáo giao cho em là nhiệm vụ của em, là chuyện của bản thân em, em không mang về nhà, có thể thẳng thắn với thầy giáo, rồi xin lỗi thầy, nói sau này em sẽ bổ sung, nhưng em không thể để người khác làm giúp. Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh hít mũi của cô gái nhỏ sau đó dầu dĩ mà vâng một tiếng, hai tháng không gặp, lần này vậy mà có thể nghe lời, đoàn gia hứa nhẹ nhàng thở ra, vậy sáng mai 6 giờ có thể dậy không, lần này cô trầm mặc hết mấy giây, mới rất không tự tin trả lời một câu, có thể, vậy ngày mai, đoàn gia hứa trong lòng tính toán thời gian một chút, sáng mai 6 giờ 40, tôi đợi em ở nhà ga, cùng em làm bài tập được không, tăng trĩ lại dạ một tiếng, đoàn gia hứa, đừng khóc, trước hết suy nghĩ xem nên viết kỷ yếu đó như thế nào. Rồi rửa mặt đi ngủ âm thanh của tang trí còn mang theo giọng mũi âm thanh nhỏ nhẹ dạ sau khi nói xong sau đó tang trí bỗng nhiên nhỏ giọng cầu xin anh chuyện này anh có thể đừng nói cho anh hai em biết được không ạ à? đoàn gia hứa nở nụ cười rơi vở bài tập cũng không dám nói cho anh hai em biết sao không phải tang trí không biết giải thích thế nào miến cưỡng nói dù sao cũng đừng nói cho anh ấy được đoàn gia hứa cũng không biết mình lấy ở đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế nhắc nhở sáng mai đúng 6 giờ phải rời khỏi giường Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho em." Tang Chỉ ngoan ngoãn nói, "Biết rồi ạ, à? Đoàn Gia Hứa, đi ngủ đi, nghe được âm thanh cúp máy bên kia." Đoàn Gia Hứa đặt điện thoại xuống, màn hình điện thoại đã tối đen, nhưng di động Tang Diên không cài mật mã, anh mở sáng màn hình, tìm tới cuộc trò chuyện gần nhất, quét mắt nhìn qua dãy số của Tang Chỉ, sau đó quay về màn hình chính, anh lấy toàn bộ quần áo xuống, quay vào trong ký túc xá, không gian nhỏ hẹp trong phòng càng thêm nháo nhào, Tang Diên đã rời giường lúc này đang đứng ngay bên cạnh tiền phi nhìn anh ta chơi thỉnh thoảng thốt ra một câu thao tác rác rưởi hờ hững ngáp một cái đoàn gia hứa trả lại điện thoại cho anh ấy tang diên miễn cưỡng nói rơi cái gì của cậu à đoàn gia hứa thuận miệng nói chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi cứ để lại cho em gái cậu chơi đi tang diên gật gật đầu không hỏi lại đoàn gia hứa đi vào nhà vệ sinh tắm rửa lúc đi ra đã đến thời gian tắt đèn anh dùng khăn mặt lau tóc đi đến bàn học mở đèn bàn lên quét mắt quanh mặt bàn một vòng, không thấy vở mà Tăng chỉ nhắc tới. Anh nghiêng đầu, chú ý đến cái cắp của mình, nhấc lên, quả nhiên một quyển vở nhật ký bị mấy quyển sách luyện tập đè phía dưới. Đoàn gia hứa giật giật khóe môi, đẩy mấy quyển sách ra một bên, cầm lấy quyển sách chuyên ngành chặn lại. Sau đó, anh khởi động máy tính, mở ra một tập tài liệu để trên bàn, tiếp tục chuẩn bị bài báo cáo cho hai ngày sau lên bục rằng. Âm thanh chơi đùa của bạn bè cùng phòng nhỏ dần, mãi đến một lúc sau mới yên tĩnh hẳn, đêm trở nên tối hơn bên trong phòng ngủ, ánh sáng điện thoại của mỗi người cũng lập lòe rồi chợt tắt. Trong ký túc xá chỉ còn duy nhất một nguồn sáng phát ra. Thời gian ở bên phải phía dưới máy tính dừng lại lúc 2 giờ sáng. Đoàn gia hứa đóng máy tính, sửa lại đồ vật trên bàn một chút, đột nhiên, chú ý tới vở nhật ký của tang trĩ. Anh dương mát, đem khăn khoác trên cổ kéo xuống, thuận tay rút quyển vở kia ra, anh tùy tiện lật một tờ, vừa đúng lúc lật tới trang mới nhất, đoàn gia hứa thoáng qua một tia hào hứng. Anh hoàn toàn không có tự giác phải tôn trọng riêng tư của bạn học nhỏ. Buồn ngủ nheo mắt, buồn chán nhìn xuống phía dưới. Tiêu đề là dấu bé dấu bé một con chó lang thang dấu lớn dấu lớn thứ tư. Ngày 24 tháng 6 năm 2009, ngày hôm nay thời tiết không tốt lắm, bầu trời tối tăm mờ mịt, xem ra là ông trời sắp mưa rồi, mình không mang dù, xuống xe lập tức vội vã chạy về nhà, một mạch chạy như điên về tiểu khu, lúc đi ngang qua lùm cỏ, đột nhiên mình thấy một chú chó lang thang màu đen. Thấy cảnh này, mình liền dừng bước, tâm tình mình lúc ấy cũng hệt như thời tiết bấy giờ vậy đó. Chú ý tới khuôn mặt của chú chó kia, mình cảm thấy vô cùng đau lòng, nhịn không được đi qua nói chuyện với nó, nhìn thấy nó, mình nghĩ ngay đến anh hai nhà mình, bởi vì dáng dấp của nó với anh trai thật sự giống nhau như đúc. Giống như là con trai của anh hai vậy đó. Đoàn Gia Hứa, ánh mắt của anh dừng thật lâu, sự mệt mỏi cả ngày nay nhanh chóng tan biến, đột nhiên nở nụ cười, trong một căn phòng yên tĩnh, không có âm thanh gì chỉ mơ hồ phát ra vài tiếng cười, Đoàn Gia Hứa cười đến hơn nửa ngày mới đóng vở lại. Đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra, anh lại chú ý đến quyển nhật ký trên bàn, Đoàn Gia Hứa cụp mắt suy tư, nhớ tới câu nói của Tang Trí, em dậy không nổi. Anh dừng vài giây, cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn học, lấy một quyển vở ra, xé một đôi giấy, sáng sớm hôm sau, Tang Trí vùng vẫy nửa ngày, nghe đồng hồ báo thức liên tục reo lên bên tai, trong đầu hiện lên hơn chục lần suy nghĩ để anh leo cây cuối cùng nghe tới đồng hồ báo thức của điện thoại cũng vang lên vẫn ăn phận ngồi dậy cô vô cùng không vui vẻ đạp chăn mền ra xuống giường đi rửa mặt lê bình ngã thức dậy nấu cháo nghe được tiếng mở cửa tưởng rằng là tang vinh tỉnh dậy nên không nói chuyện đến lúc bà từ phòng bếp đi ra chú ý đến vẻ mặt buồn ngủ của tang trí ngồi trước bàn ăn bà sững sờ chích chích sao hôm nay con lại dậy sớm như thế tang trí xoa mát con để quên vở bài tập trên trường phải đi sớm một chút bổ sung chuyện thế này trước đây chưa từng xảy ra, Lê Bình cũng không phê bình cô, chỉ nói, vậy mẹ để ba đưa con đến trường, con có thể ngủ trên xe một lúc, không cần đâu ạ, à? nhớ tới đoàn gia hứa nói ở nhà ga chờ, tang chỉ hàm hồ nói, con hẹn đi với bạn rồi à, Lê Bình cũng không hỏi nhiều, vào nhà bếp múc cho cô một chén cháo, ăn xong bữa sáng, tang chỉ đeo cặp trên lưng, vội vã ra cửa, đợi ở nhà ga vài phút. Cô là người đến sớm nhất chạm xe buýt, tìm một chỗ ngồi xuống, bối rối theo thời gian đã không còn chút gì thay vào đó là sự căng thẳng khẩn trương ùn ùn kéo đến. Chiếm lấy tâm trí, càng gần đến nơi, cô càng cảm thấy không được tự nhiên, từ nhà tới trường học cũng không xa mấy, ngồi xe buýt ước chừng 10 phút, nghe được loa phóng thanh báo đến trạm, tăng chỉ theo dòng người xuống xe, trái tim giống như nhảy lên cổ họng, cũng chẳng biết cảm giác khẩn trương này là từ đâu mà xuất hiện. Tàng chỉ nắm lấy quay đeo cặp sách, hướng bốn phía nhìn một vòng, không nhìn thấy người, sợ anh là bị khuất sau chạm xe. Cô còn nghiêm túc vòng quanh trạm xe buýt một vòng, vẫn không thể thấy người. Tang Trí lấy điện thoại từ trong túi, phát hiện chỉ mới 6 giờ rưỡi, không biết số di động của Đoàn Gia Hứa, nên cô cũng không thể gọi điện thoại cho anh, chỉ có thể chờ đợi. Cô có chút buồn bực, ngồi vào ghế ở trạm xe buýt, qua 2 phút, điện thoại Tang Trí rung lên, điện thoại đến là một giấy số xa lạ. Tang Trí bắt máy, đầu bên kia điện thoại quả nhiên là Đoàn Gia Hứa. Âm thanh của anh bên trong điện thoại, có chút ấm áp, trầm thấp, êm tai, cô bé em đã tỉnh chưa, đã đến rồi còn hỏi tỉnh chưa, tang trí có chút yên lặng, chậm rãi trả lời, rồi à, nghĩ nghĩ, cô cũng hỏi, có phải anh còn chưa tỉnh không, hửm, đoàn ra hứa cười nhẹ, tôi chưa tỉnh thì làm sao điện thoại cho em, vậy sao em không nhìn thấy anh, có lẽ bởi vì anh còn chưa đi ra ngoài, lời này hoàn toàn phù hợp với suy đoán của tang trí, cô cũng không kinh ngạc, không vui đá hòn đá trước mặt, khuôn mặt căng lại, anh, nếu anh đến muộn, bạn gái của anh sau này sẽ như như hoa vậy, suy một chút, Cảm thấy chưa đủ uy hiếp, cô liền bổ sung, hình thể thì sẽ giống như Transformer. Vừa dứt lời, Tang Trí cảm thấy có thứ gì ấm ấm áp vào mặt mình. Tang Trí giật nảy mình, vô thức quay đầu, đoàn ra hứa một bên tựa vào trạm rừng, cầm trong tay bình thủy tinh đựng sữa bò. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ, khuôn mặt hơi nhạt, trông vừa tùy tiện lại kiêu ngạo. Anh nhìn chằm chằm Tang Trí, đồng tử màu nâu nhạt trông sâu hơn vì ánh sáng. Anh đứng thẳng lên, buồn cười mà nói, "Như hoa, ngoặc kép ngoặc kép" Chenformer ngoặc kép ngoặc kép, chỉ có thể tìm được dạng này thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, cô bé, đoàn gia hứa tựa tiếu phi tiếu nói. Em có lương tâm không? Không nghĩ tới anh có thể đến nhanh vậy. Ở ngay trước mặt anh, tàng chỉ đối với lời nói của chính mình có chút trột ra. cúi đầu không dám nhìn anh, cũng chẳng dám hé môi lên tiếng. Qua hai giây, có điều, đoàn gia hứa thoáng dương đuôi mắt, đem sữa bò trong tay nhét vào tay cô. Có chút đăm chiêu nói, nghe em nói như thế. Cái này nhìn qua, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, còn có vẻ rất hấp dẫn người khác. Ngoặc kép ngoặc kép, tác giả có điều muốn nói. 13 tuổi, tăng trí có thêm một điều phiền não mới. Cô đang nghiên cứu, phải làm thế nào mới có thể cao như Transformer. Lời bà Min, ehem, có ai tò mò như hoa là nhân vật nào không? Chương sau biết nhà mũ, mũ đọc tới đoạn chích chích viết về con chó mà cười bò. Tả ác nhơn luôn, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Autoscript. Mời các bạn theo dõi chương 10 của tác phẩm Vụng Trộm Yêu Anh. Sau chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Editor, Min Beta, Doãn Huyền Du giọng điệu của anh nhạt nhẽo, mang theo một chút trêu chọc, tang chí không nghe ra là anh đang nói đùa hay là trần thuật một sự thật. Cô dùng lòng bàn tay vuốt ve ly sữa bò, bày ra bộ dạng hiểu rõ hỏi anh, "Anh ơi, có phải anh chưa có xem hai bộ phim này?" Đoàn Gia hứa cong cong khóe môi, "Xem qua Transformer rồi." quả nhiên là như thế, quả nhiên là vô ý mới nói như vậy, biết được anh không biết cái người kia khiến tăng trĩ có chút kiêu ngạo. Cô đứng lên nhẹ nhàng giải thích cho anh, như hoa không phải là tên phim, chỉ là vai phụ trong một bộ phim Hồng Kông, gọi là, nói đến đây cô ngừng lại, nhất thời nhớ không nổi cái tên phim kia, gọi, gọi là, chờ đến nửa ngày vẫn không nghe thấy lời nói tiếp theo của cô. Đoàn gia hứa nhìn chằm chằm cô nàng đang vắt hết đầu óc, không thể nhịn được cười mà lên tiếng, cái tên như hoa này nghe rất êm tai. Tang Chỉ đang nghĩ tới cái tên nên không phản ứng với anh. Không để ý tới cô đang lạnh lùng, Đoàn Gia Hứa tiếp tục nói, hẳn phải là một cô gái xinh đẹp nhỉ, lúc này Tang Chỉ không thể làm ra vẻ không nghe thấy. Ngẩng đầu định phản bác, một lát sau, anh nhéo nhéo mặt cô vô cùng tự nhiên, lên tiếng, giống như bé tiểu Tang đúng không? Tang Chỉ, ngoạc kép, Tang Chỉ không thể tin vào tay mình cũng không dám tin những gì mà mình đã nghe được. Anh vậy mà nói, vẻ ngoài của cô giống như hoa, sét đánh, ngang, tai nhân vật như hoa là vị bên dưới đây mấy bạn bằng đoàn gia hứa nhanh chóng lấy điện thoại di rộng từ trong túi ra nhìn thời gian anh quét mắt nhìn bốn phía một vòng chỉ chỉ cửa hàng tạp hóa cách đó không xa đi lại kia làm tàng trĩ vẫn còn cứng ngắc đứng một chỗ không lên tiếng đoàn gia hứa quay đầu kéo dài âm cuối hỏi thăm hửm tiểu như hoa sao không nói chuyện rồi ngoặc kép ngoặc kép lại còn tiểu như hoa xét đánh vang trời tàng trĩ vẫn chưa hiểu rõ anh đang khen cô hay đang châm chọc cô cô có chút tủi thân, nghẹt ngào không chút cao hứng mà nói, anh không được gọi em như vậy, hình dạng như hoa không có xinh đẹp đâu, vậy sao, đoàn gia hứa nhíu mày, nghe tên cảm thấy rất xinh đẹp mà, nghe nói như thế tang chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm anh, thấy được nét mặt của anh cô liền cảm thấy có gì đó sai sai, nhớ tới lần đầu anh nghe được hai chữ, như hoa, phản ứng lúc đó, rõ ràng so với bộ dạng ngây ngốc bây giờ hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt tang trí rõ ràng anh thật sự là đang chiêu chọc cô mặt cô không đổi nhìn anh mấy giây sau đó mím môi im lặng đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi cô nhóc này tính tình đúng là không nhỏ đoàn gia hứa cười hai tiếng chậm rãi theo sau không gian của cửa hàng tiện lợi không nhỏ ngoại trừ buôn bán các loại sản phẩm hàng ngày bên cạnh quầy tu ngân còn bày một cái máy bán đồ nướng và các loại thức ăn trước tủ lạnh có hai cái bàn trống tăng trí ngồi vào vị trí đầu tiên đoàn gia hứa ngồi ở đối diện cô lấy quyển bài tập trong ba lô ra cho cô viết đi tăng trí cầm lấy lật tới phần bài tập viết nhật ký hàng tuần bên trong cửa hàng tiện lợi im ắng nhân viên cửa hàng đứng ở chỗ thu ngân bấm điện thoại không có một động tĩnh gì lớn hương vị món cá trứng thơm nồng tràn ngập toàn bộ căn phòng đoàn gia hứa nâng má nhìn cô cô bé em có ăn sáng không tàng trĩ mở bút ra không muốn để ý đến anh lặng lẽ gật đầu đoàn gia hứa có muốn ăn thêm gì nữa không tàng trĩ lắc đầu vậy tôi đi mua một phần đồ ăn sáng nhé tàng chỉ gật đầu đoàn gia hứa đứng dậy đi về phía quầy thu ngân tàng trĩ từ quyển bài tập ngẩng đầu lên ánh mắt lặng lẽ di chuyển theo từng cử động của đoàn ra hứa giờ khắc này anh đứng trước quầy thực phẩm dưới ánh đèn của cửa tiệm làn da anh rất trắng dưới bọng mắt có màu xám xanh nhìn qua có thể đoán được là do thường xuyên thức đêm nhưng tinh thần lại rất tốt lúc chọn đồ cặp mắt kia kiểu gì cũng sẽ che giấu sự lơ đáng chuyên chú lại ôn hòa thế nhưng nụ cười cứ luôn cả lơ phất phơ như một tên cặn bã bại hoại vậy rất nhanh sau đó đoàn ra hứa cầm một cái sandwich đi tới. Tang Chỉ cụp mắt, giả bộ như đang suy nghĩ bài tập, đoàn ra hứa lấy trong cặp một chai nước, cùng một quyển sách chuyên ngành, sau đó anh mở bọc ngoài của sandwich, lười biếng cắn một miếng, tướng ăn của anh rất ổn, không phát ra âm thanh, nhưng tốc độ cũng không chậm, miếng sandwich rất nhanh đã được anh xử lý xong xuôi, Tang Chỉ lề mề động bút, tâm tư lại không có cách nào đặt vào bài tập nổi, cứ không tự chủ mà hướng về những động tác của anh nhớ tới Tăng Diên lúc trước có nói, sau khi bọn họ thi xong mới chuyển, về giáo khu, vậy thì bây giờ hẳn cũng đã nghỉ rồi nhỉ, nghe cha mẹ nói, bởi vì Tăng Diên còn có một học kỳ mới nên không về nhà. Vậy cho nên đây là thống nhất rồi sao? Phát hiện Tăng Chỉ mất tập trung, đoàn gia hứa dùng đốt ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Thản nhiên nói, làm bài tập nào, Tăng Chỉ lấy lại tinh thần, gật đầu một cái, cái bàn hình tròn, không gian không tính là lớn lắm, sách vở hai người lại chồng chất lên nhau. Đoàn gia hứa ngước mắt lên nhìn, dứt khoát khép lại quyển sách, lùi người ra sau, để lại cho cô toàn bộ vị trí. Qua lâu, đoàn gia hứa nhìn thấy hộp sữa trên bàn vẫn chưa được mở ra. Lên tiếng hỏi, không uống sữa bò sao? Nghe vậy, tàng chỉ ngước mắt nhìn hộp sữa, lại thoáng nhìn về phía của đoàn gia hứa, sau đó im lặng nhét sữa bò vào trong cặp của mình. Nhìn động tác của cô, đoàn gia hứa buồn cười nói, sao làm cứ như tôi sẽ cướp đồ của em đến nơi vậy hửm? Tàng chỉ không lên tiếng đáp lại, đoàn gia hứa nửa đùa nửa thật không uống thì để tôi uống nhé tang trí quay đầu cảnh giác kéo khóa cặp lại tính tình đứa bé như em sao lớn thế tư thế ngồi của đoàn gia hứa lười nhác trên mặt mang theo nụ cười ngả ngớn như có như không không phải tôi chỉ đùa với em một chút thôi sao bây giờ quyết tâm không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi lần này mí mắt của tang trí cũng không thèm nhấc lên nhìn anh đoàn gia hứa cũng không quá để ý chỉ là giọng nói nhỏ lại và lẩm bẩm cô nhỏ không có lương tâm tang trí nhịn không được cứng nhắc nói em muốn viết bài đoàn gia hứa quét qua bài vở của cô thấy cô viết được hơn phân nửa anh lo lắng nói được rồi em viết bài đi nói ra được câu đầu tiên sau đó trò chuyện cũng dễ dàng hơn tăng trí không còn đơn phương chiến tranh lạnh với anh giống ban nãy nữa nhanh chóng viết bài còn giả vờ lơ đãng hỏi anh anh ơi anh không nghỉ sao không à vậy nhà của anh ở đây à không phải tăng trí nghĩ nghĩ suy đoán vậy thì có phải sau khi chương trình học kỳ này kết thúc anh sẽ phải về nhà nghỉ hè không ạ à? không phải sao em lại đi tò mò chuyện của tôi rồi? Đoàn gia hứa dùng đầu ngón tay chỉ vào bài tập của cô. Thản nhiên nói, viết nhanh lên, viết xong còn đi học nữa. Ngoặc kép ngoặc kép, vâng, qua 7 giờ một chút, tàng chỉ đã hoàn thành bài tập. Cô thu dọn lại đồ của mình, đeo cặp lên lưng cùng đoàn gia hứa song song đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Thấy thời gian vẫn còn sớm, đoàn gia hứa quyết định đưa cô đến cổng trường. Không hiểu sao lại có một chút không muốn đi, tàng chỉ làm gì cũng chậm chạp. Cô nhàn nhạt nói hẹn gặp lại với anh sau đó quay người đi về phía trong trường học, được mấy bước lại nghe thấy đoàn gia hứa gọi tên cô. Giống như nhớ ra cái gì đó, anh lấy trong túi một tờ giấy DCD gấp lại cẩn thận đưa cho cô. Đúng rồi, cô bé, tôi quên nói cho em, tàng chỉ lúng túng nhận lấy, dạ, tôi nhìn lén ghi chép của em, giọng điệu của anh mang theo một chút áy náy, sau đó đoàn gia hứa chỉ vào tờ giấy nhỏ trên tay cô. Kéo dài giọng, cho nên tôi viết một bài mới, đền bù cho em, ngoặc kép, thời gian còn sớm trong phòng học hơn phân nửa đều trống không, còn hơn 20 phút mới bắt đầu vào tiết, bạn học cùng lớp thay phiên ngồi vào chỗ của mình, tàng chỉ nghĩ xuống bàn của mình, lấy đồ trong cặp đặt lên, cho đến khi trong cặp đã trống rỗng, cô mới dừng lại, lục lọi bên trong, lấy ra tờ giấy nhỏ mà đoàn gia hứa đưa cho cô. Mở ra, trải phẳng trên mặt bàn, quả nhiên bài nhật ký tuần, hình như còn cố bắt trước chữ viết của cô, nhỏ nhắn, xinh đẹp, từng nét từng nét một, đề bài là dấu bé giúp anh hai chuyển ký túc xá dấu lớn nội dung đứng đắn lại nghiêm túc, tinh tế kể hết từng chi tiết một chuyện ngày hôm đó ra như một quyển sổ thu chi vậy. Cô lật qua trang, mặt sau bị anh bổ sung một câu chữ lớn, không cần dùng tới, tang chỉ không tưởng tượng nổi cái hình tượng kia, có khả năng lúc đó trời đã tối, ánh đèn chung quanh cũng đã tắt đi, anh ngồi trước bàn học, gặp phải đề bài nan dài, đau đầu một hồi nhưng vẫn nhẫn nại viết ra, có lẽ là hình tượng như vậy, để cho hô hấp và nhịp tim của cô cũng bắt đầu đập thình thịch, sau đó không khí cũng bị cô hút hết sạch suy nghĩ của tang trĩ hơi trống rỗng cô cẩn thận nhìn qua một lần khóe miệng kiềm lòng không được mà cong lên sau đó gấp giấy lại cẩn thận từng chút một nhét vào trong vở tập vẽ đúng lúc này ân nân như vừa đến lớp cô nàng đi từ cửa sau chào tang trĩ một tiếng đi được vài bước cô ấy quay đầu lại hỏi à sao hôm nay cậu vui vẻ như vậy nghe nói như thế tang trĩ sửng sốt một lát mới miễn cưỡng tu hồi lại ý cười tràn đầy trên khuôn mặt không chỉ là mình nhớ tới một chuyện buồn cười, ân lân như cũng không hỏi nhiều, ánh mắt cô ấy chú ý tới hộp sữa bò trên bàn tăng trĩ. Buồn bực hỏi, không phải cậu bị dị ứng với sữa bò à, sao lại mua nó thế? Tăng trĩ yên lặng mấy giây, mới đem cất sữa bò vào trong hộp bàn, mình không cẩn thận nên cầm nhầm, ngoặc kép gạch nối, sau khi về nhà, tăng trĩ bỏ hộp, sữa bò vào tủ lạnh, lại sợ bị Lê Bình nhìn thấy, cô do dự, cuối cùng vẫn đem nó giấu vào trong hộp bảo vật của mình. Mỗi khi nhớ tới thì có thể lấy ra xem thời gian ngày lại qua ngày, mặc dù khoảng cách của hai người nằm trong tầm tay, sau khi tang trĩ ra khỏi cổng trường, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là có thể đến được nơi của người kia. Thậm chí, cô cũng có thể giả vờ là đi tìm tang Diên để đi tìm người trong lòng. Nhưng mà cô không có cái lá gan đó, luôn cảm thấy mình làm thế nào cũng không thích hợp, sẽ có lúc lo lắng, có phải chút tâm tư này của cô rồi sẽ không giấu được hay không? Thời gian nửa tháng cứ thế mà trôi qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, lúc tang trĩ lấy hộp sữa bò kia ra thì bị Lê Bình thấy được tưởng rằng tăng trí muốn uống sữa bò lê bình uyển chuyển khuyên nhủ cô vài câu sau khi nói xong bà vẫn lo lắng tăng trí sẽ uống hết nên nói muốn tịch thu tăng trí chỉ, chỉ có thể đem đổ hết sữa trong hộp ra sau đó rửa thật sạch hong khô thỉnh thoảng cô sẽ gặp một ngôi sao từng cái lại từng cái mỗi ngày đều có sau này ngay cả tờ giấy viết nhật ký ngày đó của đoàn gia hứa viết cho cô cũng được cô cẩn thận gấp lại bỏ vào mầm non nho nhỏ dần dần sinh sôi nảy nở rồi bắt đầu mọc thành một cây đại thụ cô cũng dần mang theo một hy vọng nhỏ nhoi, mỗi ngày đều trông mong, hy vọng thời gian có thể trôi nhanh một chút nữa, hy vọng mình có thể lớn hơn một chút nữa. Đầu tháng 8, bởi vì Tang Vinh và Lê Bình muốn đi đến một thành phố khác tham dự hôn lễ của bạn học, cho nên trong nhà chỉ còn lại hai người Tang Diên và Tang Trí. Trước khi xuất phát, Lê Bình dặn dò Tang Diên một đống chuyện, bảo anh ấy quan tâm chăm sóc em gái cho thật tốt. Thêm vài câu uy hiếp của Tang Vinh, Tang Diên đành bực bội đồng ý. Ngày đầu tiên hai người sinh hoạt chung cũng xem như là hài hòa. Đa số thời gian Tăng Diên đều nằm trên giường xem điện thoại. Đôi lúc Tăng Chỉ sẽ tới làm phiền anh ấy. Anh ấy đành qua loa ứng phó. Đến giờ ăn cơm thì gọi thức ăn ngoài về. Một ngày dài cứ như vậy trôi qua. Ngày thứ hai, có bạn bè hẹn anh ấy ra ngoài chơi game. Tăng Diên cũng không muốn từ chối. Nhanh chóng thay quần áo ra khỏi phòng. Lúc này Tăng Chỉ đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình trên ghế salon. Nghe thấy động tĩnh, cô quay lại nhìn. Trên mặt yên lặng không mang theo biểu hiện gì. Tang Diên đứng ngay ngoài cửa thay giày, anh ra ngoài một lát, em ở nhà làm cho xong bài tập về nhà. Tang Chí đã hiểu, anh ra ngoài chơi. Tang Chí hỏi một đằng, Tang Diên trả lời một nẻo, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Tang Chí, không được, Tang Diên